Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu dưới Bình Định để giảng cho thuốc phát quà và xuống Quy Nhơn chùa Liên Hoa của Hòa thượng Nguyên Chơn và xuống chùa Long Sơn của thượng tọa Nguyên Hỷ có tổ chức lễ viếng Phật Di Đà và có giảng, sau đó rồi lại về chùa Hộ Pháp và tổ chức lễ viếng Phật Di Đà. Hiện tại trên trang web vô lượng thọ.vn có để có cái đĩa lễ vía Đức Phật A Di Đà ở chùa Hộ Pháp. Sau chuyến đi hoằng pháp ở Bình Định cũng như ở Vũng Tàu về thì hai tuần lễ chúng tôi ngưng không có giảng ở đây vì đi Phật sự ở nơi khác. Hôm nay chúng tôi cũng không ngờ quý vị về rất là đông, không có bỏ thầy bơ vơ. Chúng tôi vẫn biết quý vị hưởng ứng pháp môn tịnh độ và hưởng ứng cái lối giảng của chúng tôi. Trải trường từ 2017 đến hôm nay 2015 rồi. 2007 đến 2015 mà quý vị vẫn đeo đuổi và vẫn thích thú cái lối giảng của chúng tôi cũng như là cái pháp môn tịnh độ. Chúng tôi hết sức là hoan hỷ ghi nhận cái tấm lòng mà nhiệt tình cầu pháp của quý vị đến đây để nghe pháp và tu tập. Chúng tôi nghĩ một cái buổi giảng của chúng tôi cũng giống như quý vị ngồi niệm Phật và tụng kinh. Vì mình ngồi tụng kinh niệm Phật, mình cũng lấy cái tâm thanh tịnh hay gọi là an trụ trên cái danh hiệu A Di Đà Phật cũng như an trụ trên bộ kinh Vô Lượng Thọ bằng cái tâm thanh tịnh gọi là cái tâm định. Và hiện tại bây giờ quý vị ngồi nghe pháp thì cũng lấy cái tâm thanh tịnh và lấy cái tâm định tĩnh của mình an trụ trên cái lời pháp, thì chúng tôi nghĩ nó cũng bằng nhau, bằng nhau. Vì vậy cho nên thành ra cái người mà tu tịnh độ đó, người ta nghe pháp lâu ngày thì nó khởi lên một cái ý niệm gọi là đoạn nghi sanh tính. Đoạn nghi nghĩa là tất cả những cái nghi ngờ của mình về cái pháp môn tịnh độ nó tan biến và nó khởi lên được cái niềm tín tâm. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi yêu cầu quý vị nên hàng ngày nghe pháp ít nhất là một tuần ba lần cũng như ở tại tịnh thất Quan Âm
Hôm nay xưa thứ ba, thứ năm, thứ bảy các cụ được nghe địa giảng của chúng tôi. Những cái địa giảng của chúng tôi làm khá công phu, cũng như là một buổi giảng hôm nay chúng tôi chuẩn bị tương đối khá là kỹ lưỡng. Kỹ lưỡng ở đây nghĩa rằng là chúng tôi dành trọn vẹn cái thời gian để tập trung trong cái buổi giảng này. Hôm nay chúng tôi được cái buổi giảng này thì cũng khá mất nhiều thời gian nghe lại những cái địa giảng của Hòa Thượng Tịnh Không. Một ngày chúng tôi nghe 2 tiếng đồng hồ và đọc cuốn sách của Tổ Ấn Quang và cuốn chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Đây là món ăn tinh thần của chúng tôi không thể thiếu được trong hàng ngày. Đây là cuốn sách gói đầu giường. Cuộc đời còn lại của chúng tôi không học nhiều kinh, không học nhiều luật, không học nhiều luận. Luật thì tỳ kheo giữ 250 giới, ngắn lại chút gọi là 10 giới, và chung quy dầu cho tỳ kheo cũng không ra khỏi 5 giới. 5 giới là nền tảng: không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo và uống rượu. Hòa Thượng Tịnh Không nói bây giờ mình có cần đi học tất cả lục tạng không? Ngài kêu khỏi. Mình chỉ học những cái luật căn bản và trong tầm tay mình giữ được, đó là 5 giới, 10 giới. Nếu là cư sĩ thì 5 giới, và xuất gia sa di 10 giới, còn tỳ kheo ni thì 348 giới, tỳ theo tăng là 250 giới. Vì mình không có thời gian, mình phải đi học toàn bộ cái lục tạng. Hôm qua mới nghe Hòa Thượng dạy. Còn lại kinh tạng thì mình học những kinh gì? Chúng ta cũng không có thời gian học tam tạng kinh điển. Đó là dành cho những vị học giả, bác học. Bác là rộng rãi, người ta, các vị thầy, các vị cư sĩ có thời gian, người ta học và những bộ kinh như kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Địa Tạng, tứ thập nhị chương, kinh Di Giáo, vân vân. Hôm nay mình chọn pháp môn tịnh độ thì trong đó có 5 cuốn kinh, thì mình nên chọn trong một cuốn kinh, một trong 5 cuốn đó là đủ. Chọn của cuốn kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, tụng lâu ngày. Tụng kinh lâu ngày, nghĩ kia tự hiểu. Còn luận tạng thì chúng ta cũng không có thời gian học nhiều luận, chỉ xem qua cái cuốn Luận Vãng Sanh của Ngài Thiên Thâm, thế là đủ. Còn nếu ai thấy một cuốn kinh Vô Lượng Thọ nhiều quá, thì chúng ta lấy 48 lời nguyện trong cuốn kinh Vô Lượng Thọ cũng là đủ. Còn nếu ai thấy 48 lời nguyện cũng dài quá thì thôi, 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mà 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật dài quá thì thôi, 4 chữ A Di Đà Phật cũng được. Ai vậy? Ngài Hải Hiền. Ngài Hải Hiền một đời không biết chữ, sống 112 tuổi, 92 năm dùng một câu Phật hiệu này. Lúc ra đi biết ngày giờ vãng sanh và gặp Phật A Di Đà trên 10 lần. Trên 10 lần tức là gần 20 lần. Một câu Phật hiệu, 4 chữ A Di Đà Phật. Và có nhiều người nói 4 chữ dài quá, dùng 2 chữ Mô Phật. Không đủ. Mô Phật không biết Phật nào. Tối thiểu ít nhất là 4 chữ là vừa rồi đó. Không thêm không bớt nữa. Hầu như hàng ngày bữa nay cái cảm giác mà khi thầy ở dưới khu chiên tu niệm cái câu Phật hiệu này nhiều hơn là coi sách. Có khi trong một ngày không có coi sách luôn. Nghe địa Hòa Thượng Tịnh Không 2 tiếng đồng hồ, suốt cả ngày giữ một câu Phật hiệu bằng cái lối niệm Phật thầm nhếch môi: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
càng niệm thấy nó càng an lạc, cho nên sợ xem sách mình ngưng câu niệm Phật, nó gián đoạn cái câu niệm Phật, cho nên thành ra cứ giữ mãi và giữ giữ hoài hết ngày hồi nào không hay, coi như một tuần lễ nó trôi qua rất nhanh, cảm nhận được cái niềm an lạc, cái pháp hỷ. Và có nhiều lúc mình nghi ngờ, mình kêu ổ sao vì sao một câu Phật hiệu mà nó vi diệu như thế ta, chính bản thân mình cũng không hiểu nổi. Càng niệm sâu chừng nào mình mới thấy cái giá trị của câu Phật hiệu, nó sanh ra cái pháp hỷ sung mãn. Không thấy đói, ăn cho có ăn vậy thôi chứ không thấy đói. Không thấy đói thì ăn cho nó có ăn chứ không có thèm. Lúc trước thì mình ăn, khi mà ăn vào mình thấy nó ngon, miệng chấp 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 chảy nước miếng hai bên luôn, vì nó thèm quá mà. Bây giờ mình ăn cái pháp vị của cái câu A Di Đà Phật, cho nên thành ra mình thấy thức ăn kia mình thấy nó bình thường. Hay lắm, nó có nhiều cái trạng thái rất là vi diệu. Nếu thời gian cuộc đời của quý vị còn lại mà không dành cái thời gian để mình áp dụng cái pháp môn tịnh độ trong cuộc đời của mình, đây là điều đáng tiếc, rất là uổng. Vì thời gian của mình đang nằm trong một cái kiếp giảm. Khi Đức Phật ra đời thì con người chúng ta được 100 tuổi. Và cứ 1.000 năm thì giảm 10 tuổi. Đến hôm nay theo như cái sử liệu của Trung Hoa đó, thì Đức Phật nhập diệt 3.041 năm, theo cái sử liệu của Tàu. Hôm qua mới nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói, thì coi như là 3.000 năm mình giảm 30 tuổi. Hôm nay tuổi thọ con người là thất thập cổ lai hy, tức là 70 năm. 70 năm chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp của Đức Phật á, là 12.000 năm. Chánh pháp 1.000 năm đầu là giới lực kiên cố, tượng pháp 1.000 năm là thiền định kiên cố, và 10.000 năm mạt pháp Đức Phật dạy xây cất kiên cố và đấu tranh kiên cố. Lắng nghe kỹ ha, trong kinh Đại Tập Đức Phật dạy rất là rõ. 1.000 năm đầu giới luật kiên cố, các vị đệ tử của Đức Phật tu giới luật thành tựu, tâm họ sẵn thanh tịnh rồi. Nhưng 1.000 năm sau thì họ giữ giới luật nhưng mà họ phải tu thiền định, vì cái tâm họ khó nhiếp tâm vô định. Nhưng 10.000 năm sau tâm của họ nhiếp vô định không được nữa, rất là khó, vì vì nghiệp chướng nó quá sâu dày. Cho nên thành ra Đức Phật quyền ký là chỉ có tu pháp môn tịnh độ 10.000 năm mạt pháp. Ức ức người tu hành khó có thể thành tựu, vì chỉ có nương nơi pháp môn tịnh độ thì có khả dĩ thành tựu được. Đây là lời quyền ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Đại Tập. Như vậy con người mình giảm đến mức độ tuổi nào? 70 năm sẽ giảm tuổi thọ con người còn 10 tuổi. Còn 10 tuổi. Thì bây giờ con người của mình giảm mà tuổi giảm, kiếp mình giảm cứ 10 1.000 năm là 10 tuổi, mà bỏ đi 60 năm thì còn lại 10 tuổi. 9.000 năm mình bỏ đi 6.000 năm, thì lúc 6.000 năm nữa thì con người của mình tuổi thọ còn lại 10 tuổi. 10 tuổi rồi còn lại 3.000 năm, bởi vì 9.000 năm mình bỏ 6.000 năm đi, còn lại 3.000 năm thì con người mình đã tăng lên 40 tuổi.
thì kiếp giảm cho đến tuổi thọ còn 10 tuổi, rồi nó tăng lên lại 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, thì lúc đó bộ kinh Vô Lượng Thọ này lưu truyền còn lại 100 năm. Và bộ kinh Vô Lượng Thọ này mất luôn thì còn lại bốn chữ A Di Đà Phật. Lúc đó thì ai ai sẽ có trách nhiệm trong thời gian tuổi thọ con người từ 30 tuổi cho đến 84.000 tuổi? Lúc đó ai? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quyền ký cho Ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng làm gì? Ngài Địa Tạng dạy dỗ và giáo dục con người qua bên chiều hướng của hiếu dưỡng phụ mẫu thôi, chứ không có còn nói chánh pháp nữa. Và khi tuổi thọ con người tăng lên đến 84.000 tuổi thì lúc đó Bồ Tát Di Lặc ra đời. Qua mới nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói. Và như vậy chúng ta đang nằm trong kiếp giảm. Khi kiếp giảm này cứ càng ngày càng giảm lần cho đến con người còn 10 tuổi. Còn 10 tuổi thì còn lại 3.000 năm của mạt pháp. Và hết 3.000 năm mạt pháp này thì con người tăng lên được 40 tuổi. Tuổi thọ con người trở lại 40 tuổi. Và 40 tuổi họ cứ tăng lên lần, tuổi thọ con người tăng lên lần đến 84.000 tuổi. Thì Di Lặc Bồ Tát thành Phật với hội Long Ho lâu lắm. Thì được xem là một tiểu kiếp. Bây giờ hiện tại bây giờ nó giảm đến 10 tuổi và tăng lên đến 84.000 tuổi là một tiểu kiếp, mà trước khi giảm con người từ 70 tuổi cho đến 10 tuổi là cái số lượng thời gian từ 84.000 tuổi á, nó giảm đến bây giờ, cái kiếp giảm đến bây giờ là mình còn lại 70 tuổi. Thì giảm luôn dần 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 dần, cứ 10.000 năm là 1.000 năm là 10 tuổi cho đến 10 tuổi. Rồi 10 tuổi bắt đầu nó tăng kiếp tăng lên cho đến 84.000 tuổi thì gọi là một tiểu kiếp. Mà rất nhiều tiểu kiếp mới được một trung kiếp, mà rất nhiều một trung kiếp mới được một đại kiếp. Nếu mà tu pháp môn khác như vậy á là mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Lâu ghê. Lâu lắm. Còn mình chết đi sống lại là một đời nha. Ví dụ đời này mình làm người, đời sau mình làm heo, làm gà, làm chó, làm loài súc sanh á, thì một đời. Hoặc giả đời sau mình làm người lại thì chỉ một đời thôi ngăn, chứ không phải là một kiếp nha. Kiếp nó khác với đời à. Một tiểu kiếp là dài lắm. 84.000 tuổi nó giảm xuống cho đến còn 10 tuổi. 10 tuổi nó tăng lên cho 84.000 tuổi thì một tiểu kiếp. Mà cứ 1.000 năm là giảm đi 10 tuổi. Hôm qua mới ngồi nghe Hòa Thượng nói xong là ghi vô trong cái sách, ghi trong cái tập. Thường chúng tôi mỗi lần dạ nghe Hòa Thượng giảng là chúng tôi có cái cuốn tập. À, chúng tôi thì cũng có được cái trí nhớ khi mà ghi qua hoặc giả là nghe qua thì chúng tôi nhớ. Như vậy con người của chúng ta đang nằm trong cái kiếp giảm. Có người là 60 năm, có người 70 năm tuổi thọ, có người 80 năm. Nhưng bà cụ chúng tôi bây giờ là 82 tuổi. Nhưng mà nói về cái số lượng mà tuổi thọ tính chung á là 70 năm. Nhưng có người người ta có cái phước báu về ăn chay, cũng như là người ta có phóng sanh, cho nên người ta có thể vượt qua 70. Cũng như bà cụ chúng tôi là 70, 82. Rồi có những người chín mấy. Trong này có bà cụ 95. Hoặc hiện tại quý vị trong này cũng có những người trên 70. Là do cái phước của thọ mạng mình nó có. Nhưng có những người mới có 20 tuổi người ta chết rồi. Bởi vì cái thọ mạng của người ta ngắn, cái quỹ thời gian thọ mạng của họ không có, cho nên thành ra họ cũng không có sống được 70. Gọi là biệt nghiệp. Biệt nghiệp. Còn cái cộng nghiệp chung của chúng ta đó là 70 tuổi. Như vậy về cái thời gian sống dài, thọ mạng dài và thọ nhiệm mạng ngắn, không phải ông Thượng Đế, ông trời nào cho chúng ta, mà do tự chúng ta tạo nên và tự chúng ta làm và tự chúng ta tích lũy. Cái chiều hướng mà để chúng ta tích lũy mà trong tầm tay và trong khả năng chúng ta làm được, đó là ăn chay trường. Đó là cái cách để tích lũy quỹ thời gian của thọ mạng, rất quan trọng luôn.
Và cái cách để mình tích lũy thứ hai á, đó là chúng ta phóng sanh. Ngày hôm nay có cái cô Phật tử, cô phát tâm cúng dường trai tăng, cúng dường phóng sanh 10 triệu. Và chúng tôi vẫn giữ cái hướng sẽ đi những chùa dưới miền Tây phóng sanh. Cho nên thành ra cái niềm vui của chúng tôi đó là được đi phóng sanh và tích lũy thọ mạng thời gian. Một con chim, một con cá, thay vì ngày hôm nay nó chết bị người ta bắt rồi, chiều hôm nay là cắt cổ mổ bụng lột da, nhưng mình cứu nó sống thêm có thể 2 ngày, 5 ngày, 10 ngày, tức thì nhân quả tuổi thọ mình được kéo dài. Nếu một con mà nó sống được 10 ngày hoặc là 1 tháng, mà trong đó rất nhiều con, thì nó cứ cộng lên 100 con là 100 tháng. Cái quỹ thời gian của cái con thú đó nó sống được bao nhiêu mà mình cứu nó đó, thì nó quay trở lại cái thọ mạng mình kéo dài. Đó là cái nhân quả mà trong kinh Phật nói là khi thả chúng sanh, khi phóng sanh tức thì thọ mạng mình được kéo dài. Mà thọ mạng kéo dài ở đây con người này ít bệnh hoạn nữa. Cho nên nếu quý vị để dành tiền khi mà bệnh mình mới đem ra để mình chữa bệnh đó, thì nó cứ bệnh hoài. Nhưng nếu ai mà lấy tiền đem ra phóng sanh á thì nó không bệnh. Nhưng mà đừng có phóng sanh hết, cái là không có tiền mua gạo ăn, đói nhăn răng chết. Lũy nghĩa là mình làm được 100 ngàn thì mình phóng sanh 20 ngàn, còn lại 20 ngàn sớ lỡ chuyện này chuyện nọ xảy ra, còn lại 20 ngàn đầu tư trong cái vốn làm ăn, còn lại 20 ngàn đem đi bố thí tặng người khác. Đức Phật dạy á nghe, Đức Phật dạy là bốn, khi khi mình làm lên có đồng tiền thì mình để dành và mình làm bốn việc. Việc thứ nhất là để dành tiền sớ lỡ có việc gì xảy ra, thứ hai là đầu tư trong cái vốn làm ăn, thứ ba là gì, mình đem đi mình tặng cho mọi người, bố thí cho mọi người. Thứ tư đó là đồng tiền đó có thể mình in kinh, mình phóng sanh, mình làm phúc, gọi là tạo công đức. Thì đồng tiền này nó cứ lưu chuyển, nó có hoài, nó không hết. Cho nên thành ra quý Phật tử mà đem gửi tiền đến nhà băng của tỉnh Thất Quan Âm đó mà, thì chúng tôi lấy làm gì? Thứ nhất là nuôi các cụ, thứ hai là đem ra in tượng Phật, in băng, in đĩa tặng mọi người, nghĩa là để một phần tiền mình sinh sống. Thứ tư, bữa nay có một chương trình làm gì? Làm từ thiện, mở một cái pháp hội từ tâm để cho các chú đi những cái nơi mà có những mảnh đời thiếu may mắn, cũng như hôm nay có một cái trung tâm ở Sài Gòn, quận Gò Vấp, có những đứa bé mà chúng tôi vô thấy cái đầu nó to như vậy nè, nó biến dạng nhìn thấy khiếp khủng, mà cha mẹ nó chắc cũng sợ luôn, bỏ vô trong trung tâm này mấy cô này phải nuôi. Thầy vô thầy thấy cảm động tội nghiệp quá. Hôm nay cô Loan giám đốc trung tâm đó đó có đưa mười mấy em học giỏi đi lên Đà Lạt, do một cái gia đình đó tài trợ cho các em lên Đà Lạt nghỉ mát. Khiến sao thầy đang có cái hướng để mở những cái trung gọi là pháp hội từ tâm để giúp những người nghèo cho các chú đi. Thầy thỉnh thoảng đi thôi chứ không có thời gian để dành thời gian để giảng kinh. Thì có lại đúng ngay cái dịp cô lên trên này. Sau buổi giảng chúng tôi sẽ mời cô Loan giám đốc trung tâm cô Nhi và mười mấy em lên trên này. Thầy có những phần quà để tặng, cũng như các em có những bài hát hát cho quý Phật tử nghe. Chắc là quý vị nhìn quý vị sẽ bùi ngùi cảm động lắm. Chúng tôi vô xong rồi cái ấn tượng này trong cái đầu chúng tôi cứ nhớ mãi những em này. Ngày mùng 9 chúng tôi giảng cái chùa Thập Phương, chúng tôi sẽ qua để hỗ trợ được cái gì đó hỗ trợ. Và
khi các em chút nữa có những cái bài hát được cô Loan tập cho các em, mà các em này là một ít người bị biến dạng, bị tật. Vì vậy xong chút nữa thầy giảng xong các em hát á, mà thầy cũng muốn tại tỉnh thất của mình các Phật tử tỳ lòng hảo tâm, người 5.000, 10.000, cái này là tự ý của thầy đang mới ngồi trên đây nói, chứ không phải thầy kêu trung tâm này lên để mà xin tiền pháp hội mình. Nhưng đây là cái dịp để mình làm phước, có người 5.000, có người 10.000. Nếu ai không mang tiền thì tùy hỷ công đức. Còn ai nếu mà có 500 thì cúng 500, có ai có 5 triệu cúng 5 triệu. Thực sự mà nói thì cái tâm của chúng tôi thích cho hơn là nhận. Vì sao mà thích cho hơn là nhận? Vì mình nhận mình xài nó hết, mà mình cho người ta xài nó không hết. Mình cho người ta xài cái phước mình nó tăng trưởng, còn mình nhận mình xài cho riêng bản thân mình đó thì nó hết. Dĩ nhiên mình không phải mình không xài gì luôn, mình cũng ăn mặc ở bệnh, nhưng mà tùy theo cái phước của mình có bao nhiêu mình xài bao nhiêu. Cho nên quý Phật tử bao nhiêu năm về đây chắc ít khi nào nghe chúng tôi nói thiếu tiền mua gạo cho các cụ, rồi đang chuẩn bị xây dựng tịnh thất Quan Âm quý vị phải đóng góp. Chúng tôi nhớ không lầm là không bao giờ chúng tôi kêu điều này. Vừa rồi có một cái anh chàng ở ngoài Đà Nẵng, có một người mẹ bên Mỹ thấy chúng tôi lúc trước nuôi tính ra cũng gần 800 bà cụ, chùa cũng 1.000 mấy, thì cô đó có cảm động, chắc là cũng có tiền có điều kiện á, nói đứa con gọi điện cho chúng tôi cũng muốn xây lại toàn bộ tỉnh thất Quan Âm mới tinh. Thầy nói rằng bây giờ mà đập hết tỉnh thất Quan Âm ra, mấy bà già ở đâu, cũng còn lại 300 mấy chục bà cụ mà. Thầy tính tới tính lui, thầy kêu thôi giờ thầy không có xây lại chùa thầy như vậy được rồi, thầy chỉ xuống cái chỗ khác. Ý chúng tôi muốn kêu xuống chùa Pháp Thường. Chùa Pháp Thường thì có 5 mẫu đất nhưng mà chưa xây dựng gì cả. Thầy có nói không, xây cho thầy, xây chùa thầy thôi, con cảm mến thầy, xây chỗ khác con không xây đâu. Thì thầy không có xây dựng nữa, thầy kêu nhiêu đây là đủ xài rồi, đủ sử dụng rồi, thấy không? Cho nên thành ra nếu mà xây lại cái chỗ này mà bài bản á, ít nhất cũng phải 1 triệu đô, 20 tỷ mới đủ. Nhưng mà bây giờ mình xây dựng lại cái chánh điện này nó còn đẹp quá chừng mà xây gì. Quý vị ngồi thấy mát mẻ không? Dạ thôi xây chi nữa. Dầu cho xây đổ mái đổ đồ nguy nga lầu đài vậy lên thì cũng chứa nhiêu đây trong hơn à. Hoặc là thêm chút nữa là nó lên từng nữa. Nhưng mà trong thời gian đó làm sao? Mình xây dựng 2 năm, 3 năm thì mấy bà cụ không có cái chỗ nào ngồi để mà tu quá. Bà không lên niệm Phật thì bà làm gì? Cãi lộn. Chứ làm gì nữa? Ngồi dưới cãi lộn chứ làm gì? Cãi lộn riết làm sao? Rồi đường ai nấy đi. Rồi thầy xây xong cái chùa lên nguy nga tráng lệ đẹp, nhưng mà con mình thầy với bà già nấu cơm. Bữa nào bà thích thì bà nấu cho ăn, bữa không bà không nấu cho nhịn đói. Thôi thầy tính cái kiểu này thôi, không được đâu, không có xây. Cái mơ ước của thầy bây giờ là tích lũy thời gian thọ mạng để giảng kinh Vô Lượng Thọ. Tích lũy thời gian thọ mạng này để làm gì? Để niệm một câu Phật hiệu này. Còn chùa như vậy là đủ rồi đó, ưng ý lắm rồi đó. Và cuộc đời mình may mắn lắm rồi, Phật gia trì đến như thế này là bằng lòng rồi. Lúc trước là một mái tôn nó sơ sài rách nát mà mình vẫn còn ở được, đến hôm nay là vừa vào. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay mà quý Phật tử về cúng dường cho thầy xây chùa ở đây là không đúng với tâm nguyện rồi. Mà cúng dường để làm gì?
Bên đây lấy tiền để giúp cho người nghèo, đi in kinh, đi phóng sanh, phải đưa đúng đối tượng người nghèo nha, làm tượng Phật tặng cho mọi người. Đó là cái lý tưởng của chúng tôi hôm nay làm. Và làm cái công đức này để làm gì? Đem hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc để cho phẩm vị mình nâng cao. Chúng tôi thấy rằng nếu ngôi chùa này mà xây cho lớn, nguy nga, tráng lệ, mà làm toàn bộ lại hết á, thì khi mà chúng tôi mất, hôm nay còn 150 chú, nó sẽ hỏi chúng tôi, mấy chú đó sẽ hỏi chúng tôi là di chúc cho ai. Bây giờ 150 chú biết di chúc cho ai, mà di chúc cho 150 chú là chừng nó quýnh lộn, mà di chúc cho một chú thì cũng không xong. Thì bây giờ cái chùa này là chùa tôn đó, một đời chúng tôi sau khi xong rồi, các chú nào muốn xây dựng thì xây. Còn lại toàn bộ tiền bạc của chúng tôi bây giờ là để đi từ thiện giúp người nghèo, phóng sanh, in kinh, in tượng Phật. Nhưng mà cái mơ ước của chúng tôi đi đó là đi theo cái con đường của lão sư Tịnh Không Pháp Sư. Ở bên Úc Châu, ngài thấy đất nó rẻ, và những người muốn đi theo ngài tu, mà ngài thì chỉ đi giảng kinh, cho nên thành ra ngài tổ chức, ngài mua một cái nhà thờ bên Tu Bên Bà, bên Rết Bành. Ở bên Rết Bành thì để cho mọi người tập trung vào trong đó để ở, để mình niệm Phật. Cũng như hôm nay tại tỉnh Thất Quan Âm, những người hưởng ứng cho chúng tôi, hưởng ứng theo chúng tôi cũng có một cái tỉnh Thất Quan Âm ở đây, che mưa đục nắng để niệm Phật. Bảo đảm cái nhà này cũng kéo dài mười mấy hai chục năm, đủ cho mấy bà già giảng sanh, không phải lo. Bây giờ chỉ lo làm sao tích lũy được cái thiện căn và phúc đức mà Đức Phật dạy, đó là gọi là tịnh nghiệp. Chỉ có tịnh nghiệp này nó mới tương ưng với cảnh giới Cực Lạc, còn thiện nghiệp thì nó lên tới cõi trời. Mà thượng thiện á, mới lên cõi trời, trung thiện là người, mà hạ thiện là A-tu-la. Còn nếu mà ác nghiệp á, thì nó sẽ đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên thành ra hôm nay chúng tôi chọn cái tịnh nghiệp mà Đức Phật dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, gọi là tịnh nghiệp tam phước. Mười phương ba đời chư Phật thành Phật không thể bỏ qua tịnh nghiệp tam phước này. Tịnh nghiệp tam phước này là cái nền tảng để bước lên hàng Bồ Tát và Phật. Cho nên hôm nay quý vị hãy nên tích lũy cái tịnh nghiệp tam phước này. Và cái tịnh nghiệp tam phước này quý vị đang thiếu mà quý vị không chịu tích lũy. Còn những cái tiền tài của cải vật chất nó đang thừa mà chúng ta dành thời gian để chúng ta tích lũy. Như chúng tôi nhìn trong này liếc sơ sơ cũng có mấy người đại gia đại thịnh dữ lắm. Biết đại gia là gì không? Tiền bạc nhiều biết không? Giàu có của cải. Nhưng mà có một số những người đó, người ta biết đạo, cho nên hình ra người ta đem đi làm phước. Vì người ta nghĩ nếu thọ mạng hết trong nay mai, con cái nó xài, nó không biết làm phước, mình đi hai bàn tay trắng, không mang được gì. Vì vậy cho nên thành ra có một số những người, người ta biết, cho nên thành ra người ta tùy hỷ, người ta đi làm phước, người ta in kinh phóng sanh, người ta tích lũy cái tịnh nghiệp để người ta hồi hướng về Cực Lạc. Nhưng mà nếu mà để nó tranh đấu với cái thân tâm của họ, tranh đấu với cái lòng tham á, để cho họ làm, để cho cái tâm thanh tịnh á, cũng rất là khó. Có nhiều người, người ta nói trên tỉnh Thất Quan Âm, thầy Giác Nhàn ông giàu lắm, ông nuôi 700-800 bà già, tiền ông đâu biết nhiều lắm, thôi cúng ông chi nữa. Mình mới đi làm cái người ta cản à, mình mới chuẩn bị mình làm cái người ta không muốn cho mình làm nữa. Vậy cho mình làm phước khó nha, chứ không phải dễ nha. Rồi tôi đi cúng dường, tôi phải tìm cái chùa mà nó thiệt nghèo tôi mới cúng, chứ tôi giàu quá tôi cúng chi.
Vậy bây giờ mình đi cúng dường chùa nghèo hay chùa giàu? Mình phải tìm cái chùa nào, lắng nghe này nha, tu chơn chánh. Cái chùa đó tu không có chơn chánh, nhưng không dám nói chùa nào nghe, nó quýnh phù mỏ cái chùa đó tu không có chơn chánh, không đúng chánh pháp, người ta nghèo thì mình cúng giống như là mình lấy lúa mà mình bỏ vô trong ruộng phèn, ruộng cái ruộng này là ruộng đất nó không được phì nhiêu. Thực sự mà nói thì giảng về pháp môn tịnh độ rất là khó giảng, bởi vì nhiều người quan niệm là gì, quan niệm pháp môn tịnh độ là gì, là pháp môn dành cho những bà già, những người ngu dốt không biết gì, phỉnh dụ họ, kêu họ niệm Phật đi gần chết, Đức Phật A Di Đà xuống rước, đó là pháp môn gọi rằng là lừa gạt thiên hạ, dụ mấy bà già chầu, người du ngu người dốt. Còn những người thông minh á, là phải tu duy thức học, tu thiền, tu những pháp môn cao kìa. Còn pháp môn này là pháp môn thấp, dành cho những người già, những người dốt, những người ngu, những người phế thải cuộc đời vô niệm Phật chờ chết. Không phải đâu nghe. Đức Phật nói pháp môn tịnh độ này kêu ai lại nói? Kêu Ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, là trưởng tử. Không dám kêu Ngài A Nan, Ngài Phú La Na hoặc là Ngài Mục Kiền Liên tới. Sợ về sau người ta nghi ngờ. Vì pháp môn này là pháp môn quan trọng, phải dùng trí tuệ mới có thể hiểu được pháp môn này. Cho nên Đức Phật phải kêu Ngài Xá Lợi Phất đến để Đức Phật nói bộ kinh A Di Đà. Mà bộ kinh A Di Đà này nói về cái gì? Nói về cảnh giới Cực Lạc, nói về Đức Phật A Di Đà. Và Ngài Xá Lợi Phất là Đắc A La Hán nhưng vẫn không nhìn thấy được cảnh giới Cực Lạc. Chỉ tin qua Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói thôi. Cho nên thành ra cái bộ kinh này gọi là vô vấn tự thiết. Ngài Xá Lợi Phất không đủ trình độ và không đủ Phật nhãn, chỉ có con mắt thánh, không thể nhìn thấy cảnh giới Phật của Đức Phật A Di Đà. Cho nên thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kêu Ngài Xá Lợi Phất lại và Ngài nói cho Ngài Xá Lợi Phất biết. Xá Lợi Phất cứ dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. Xá Lợi Phất không hỏi được, có trí tuệ đệ nhất vậy đó mà không hỏi được. Bởi vì đây là pháp môn này là pháp môn mà không phải dùng cái trí để hiểu mà dùng niềm tin để đi vào. Tin có cảnh giới Cực Lạc, tin có Đức Phật A Di Đà, tin Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện, phải dùng niềm tin để mà tin tưởng, để mà niệm danh hiệu Phật, niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Bây giờ mình lý luận, mình dùng khoa học, mình nói bây giờ mình chứng minh làm sao? Cách đây 10 muôn ức cõi là bao nhiêu xa để mình có thể mình dùng cái phi thiền gì mình lên tới cảnh giới Cực Lạc? Không thể chứng minh, khoa học không thể lý giải được. Mà khoa học không thể lý giải được, nói là không phải không có, mà chỉ có Đức Phật có được Phật nhãn, Ngài nhìn Ngài thấy cảnh giới Cực Lạc, thấy Đức Phật A Di Đà, thấy hàng thánh chúng, Ngài giới thiệu cho chúng ta. Chúng ta tin, tin qua lời dạy của Đức Phật trong kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, tin qua lời Đức Phật dạy, tin qua nghe. Lý luận như vậy cũng vẫn đủ sự thuyết phục là gì? Là vẫn có cảnh giới Cực Lạc. Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói không bao giờ nói sai. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không bao giờ nói lý mà bỏ sự. Lý là nói tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Và không có sự là không có sự tướng là cảnh giới Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà. Không phải Đức Phật nói chỉ có lý như vậy mà bỏ sự. Sự đó là Tây Phương Cực Lạc, sự đó là Đức Phật A Di Đà, sự đó là hàng thánh chúng bên Tây Phương Cực Lạc. Không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ nói lý mà bỏ sự, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là sự lý viên dung, tánh tướng dung nhiếp. Sự lý đó là có tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, và có Tây Phương Cực Lạc, và có Đức Phật A Di Đà thành Phật 10 kiếp, hiện tại đang thuyết pháp bên đó. Nếu quý vị nói là Đức Phật A Di Đà là dụ cho tự tánh Di Đà, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Đức Phật A Di Đà đang ở bên Tây Phương Cực Lạc và đang thuyết pháp bên đó. Chẳng lẽ không có? Vậy cho một số Phật tử hiện tại đang ngồi trong này nghe, ra mà gặp quý thầy tu thiền nói
Đức Phật cách đây 10 muôn ức cõi ở bên Tây phương Cực Lạc, đó là tự tánh Di Đà, và cảnh giới Cực Lạc là di tâm tịnh độ, giảng như vậy mới đúng. Chứ nói mà Phật ngoài tâm, làm gì có Phật ngoài tâm, làm gì có độ ngoài tâm, làm gì có quốc độ Cực Lạc ở ngoài tâm, cái đó là nói chấp lý mà bỏ sự. Cho nên những người tu thiền là người ta đi bằng con đường lý tánh, bằng con đường chân không. Còn hôm nay chúng ta tu tịnh độ là đi bằng con đường diệu hữu. Diệu hữu là danh hiệu A Di Đà Phật, diệu hữu là tin có Đức Phật A Di Đà, diệu hữu là tin có cảnh giới Cực Lạc, đó là chúng ta đi con đường diệu hữu. Vì vậy cho nên mấy người mà tu thiền người ta gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Cái ý niệm mà khởi lên nghĩ Phật cũng là vọng, mà ý niệm khởi lên nghĩ về ma cũng là vọng. Cho nên người ta đi bằng con đường lý tánh, người ta không có chấp nhận bất cứ một tư tưởng dầu là Phật hay là ma. Còn con đường của chúng ta đi là có Đức Phật A Di Đà phát ra 48 lời nguyện, và Ngài nói rằng cái nguyện của Ngài nói rằng lúc lâm chung niệm một niệm đến 10 niệm thì ta sẽ đến trước mặt người đó, rước người đó về Tây phương Cực Lạc. Nguyện thứ 18 là do nguyện lực Đức Phật A Di Đà. Mà nếu chúng ta tu đúng cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà thì sẽ có Phật xuất hiện. Ai thấy? Huệ Viễn sơ tổ tịnh độ thấy 4 lần. 4 lần. Hòa thượng Hải Hiền thấy trên 10 lần. Thấy như thế nào? Mở mắt mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Không phải không có nghe. Mặt đối mặt nói chuyện với Phật A Di Đà. Và mỗi lần gặp nói bạch Đức Phật A Di Đà cho con về Cực Lạc đi. Đức Phật A Di Đà nói thôi, ta cho ông thêm tuổi thọ để ông ở đây ông làm biểu pháp. Biết sao dạo gần lại đây Hòa Thượng Tịnh Không nói lúc nào Hòa Thượng cũng nhắc đến Pháp Sư Hải Hiền, mà Ngài lại nhắc những người dốt không biết chữ ngay. Bởi vì những người này có cái sở chứng gọi là chứng chuyển, cho nên thành ra hầu như những cái đĩa từ số 1 đến số 14, mà một đĩa là 2 tiếng đồng hồ giảng 2015, chúng tôi đến coi đến đĩa số 14 rồi đó, là không lúc nào và không đĩa nào Hòa Thượng không nhắc đến Ngài Hải Hiền. Sống 112 tuổi, biết ngày giờ tự tại vãng sanh. Và khi vãng sanh là người ta đưa cho Ngài cái cuốn gọi rằng là nếu muốn Phật Pháp hưng chỉ có tăng khen tăng á. Ngài cầm cái cuốn này, Ngài đắp y vô, Ngài kêu mọi người chụp hình cho Ngài. Nếu muốn Phật Pháp hưng chỉ có tăng khen tăng, và Phật Pháp si là tăng chê tăng. Phật Pháp si là ni chê ni, Phật Pháp si là Phật tử chê Phật tử. Còn Phật tử khen Phật tử, ni khen ni và tăng khen tăng, đó là Phật Pháp hưng. Ngài cầm cái cuốn sách này, Ngài đưa lên, Ngài kêu mọi người chụp cái Ngài tấm hình, xong là hôm sau Ngài vãng sanh. Ngài vãng sanh. Cho nên thành ra dạo gần lại đây Hòa Thượng Tịnh Không nhắc đến những người như Ngài. Như Ngài là đệ tử Ngài với Đế Nhàn, thợ vá nồi, niệm Phật 3 năm đứng vãng sanh. Ngài hay nhắc những cái người mà gọi là thực hành pháp môn tịnh độ, hơn là học học rộng rãi về pháp môn tịnh độ, học nhiều pháp môn. Ngài kêu rằng là lúc trước Ngài giảng rất nhiều kinh, nhưng 5 năm trở lại đây Ngài chỉ giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, 5 năm lại đây. Và hôm nay chỉ giảng cái cuốn chú giải, và hết hết cuốn chú giải rồi giảng lại nữa, cứ giảng lại, giảng hoài, giảng một pháp môn tịnh độ này thôi, và giảng chỉ một bộ kinh Vô Lượng Thọ này, gọi là nhất môn thâm nhập. Vì vậy cho nên thành ra thực sự hôm nay cái pháp môn tịnh độ này tại tỉnh Thất Quan Âm đã đi vào lòng của quý vị. Cho nên thành ra có một số quý Phật tử nói rằng thầy làm sao thầy phải dành cái thời gian ngày chủ nhật, hoặc giả là ngày rằm, hoặc là 30, thầy lên thầy giảng cho tụi con nghe về pháp môn tịnh độ này. Mỗi lần khi mà thầy giảng thì cái lòng tín tâm với pháp môn tịnh độ này của con nó tăng lên. Nhưng mà 1 2 tuần không nghe thầy giảng cái bắt đầu nó xìu xuống. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có cái vốn liếng và nói tịnh độ nó có cảm xúc này là chúng tôi đeo đuổi và nghe giảng mấy năm nay, nghe đĩa của Hòa Thượng Tịnh Không. Cho nên thành ra chúng tôi có cái vốn
và nó có một cái cảm xúc khi nói về pháp môn Tịnh Độ. Hôm nay chúng tôi muốn nói đến đến cái tịnh nghiệm tam phước. Cái tịnh nghiệm tam phước này lúc chúng tôi ở bên Úc, chúng tôi giảng nó không có thời gian, giảng có 2 tiếng thôi. Cho nên hôm nay chúng tôi giảng tịnh nghiệm tam phước vẫn chưa xong. Bởi vì cái tịnh nghiệm tam phước này muốn giảng là phải 10 buổi như vậy nè. 10 buổi tức là 20 tiếng đồng hồ mới xong. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi giảng cái tịnh nghiệm tam phước này, nếu những người nào muốn hưởng ứng, muốn nghe, để chúng ta theo dõi và dành cái thời gian đến đây để chúng ta nghe. Cái tịnh nghiệp tam phước này Đức Phật nói cho ai? Cho bà Vi Đề Hy, khi bà bị người con đó là vua A Xà Thế nhốt cha trong ngục tù, và bà mang thức ăn vô, người con là vua A Xà Thế không cho mang thức ăn, thì bà bèn mới chét mật ở trong người, bận áo lại vô cho chồng mình liếm để sống. Chồng của bà là vua Tần Bà Sa La. Cuối cùng ông vua A Xà Thế này, người con thấy như vậy mới bắt mẹ là bà Vi Đề Hy nhốt trong đó luôn. Rồi cuối cùng ông chồng của bà, tức là cha của vua A Xà Thế là vua Tần Bà Sa La, chết trong ngục. Và bà tha thiết muốn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để mà chỉ giáo cho bà, và bà muốn rời khỏi cái cõi ta bà. Cho nên thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với bà Ngài Mục Kiền Liên và Ngài A Nan cảm được cái tâm của bà Vi Đề Hy, dùng thần thông đi vào trong cái ngục. Năm nay nè, chúng tôi có qua Ấn Độ, chúng tôi có tới ngay cái ngục tù bà Vi Đề Hy, và Phật mới thuyết cho bà nghe cái bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trong bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ này, Phật nói 16 phép quán, và cái phép quán cuối cùng đó là trì danh niệm Phật. Và như vậy, và trong đó Đức Phật có nói về tịnh nghiệp tam phước cho bà Vi Đề Hy. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói mười phương chư Phật thành Phật không thể bỏ qua tịnh nghiệp tam phước này. Đây là cái nền tảng rất quan trọng. Tịnh nghiệp tam phước đó là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là cái phước báu của nhân thừa. Nếu cái phước báu của nhân thừa này mà không làm, thì cái phước báu nền tảng này mà không làm thì không thể bước lên hàng nhị thừa hoặc là Bồ Tát thừa được. Và cái phước báu của nhị thừa là thọ trì tam quy, giữ gìn cấm giới, phong phạm oai nghi. Và cái phước báu của Bồ Tát thừa là phát Bồ Đề Tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Hôm nay chúng tôi muốn giảng tịnh nghiệp tam phước này. Bữa nay chúng tôi tập trung giảng sâu vào trong những cái lời trong kinh để quý vị nghe, lắng lòng cho thanh tịnh nha, buông bỏ hết, không suy nghĩ gì cả, tập trung để nghe. Tịnh nghiệp tam phước cổ nhân thừa, việc đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, tức là nuôi dưỡng cha mẹ. Nếu ai bất hiếu với cha mẹ thì người này không đủ tiêu chuẩn để vãng sanh. Nếu tạo nghiệp mới mà nghiệp này là nghiệp ác thì nó sẽ dẫn chúng ta đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu tạo nghiệp mới mà nghiệp đây là tịnh nghiệp thì nó dẫn chúng ta về cực lạc. Nghiệp cũ đóng gói để đó. Vì vậy cho nên thành ra hiếu dưỡng phụ mẫu là một nhân tố để chúng ta tích lũy cái nhân này để về cực lạc. Hồi trước giờ mình biết cái tịnh nghiệp là gì. Đôi khi mình nghe tịnh nghiệp mà mình không biết cái tịnh nghiệp đó là gì. Chúng tôi nhớ có một vị hòa thượng Tiên Hóa. Mỗi lần sau chúng tôi nhắc lại những cái người mà có lòng hiếu thảo với cha mẹ, tự nhiên trong lòng chúng tôi xúc động, lông tóc nó dựng lên. Đây là những cái gương mà chúng tôi thấy cảm động. Cái tâm chúng tôi mà phát khởi để nuôi các cụ già cũng từ nơi cái lời của Đức Phật nói hiếu dưỡng phụ mẫu. Ở đây cũng có các ông già, có cụ già nghe.
Nếu chúng tôi hiếu dưỡng phụ mẫu, tức là ba chúng tôi và má chúng tôi không á, thì chỉ hiếu dưỡng phụ mẫu một đời thôi. Còn nếu mà mình hiếu dưỡng phụ mẫu mà mình nuôi tất cả những cụ về đây để niệm Phật vãng sanh, những cụ nào thích về chùa, mình mở rộng lòng rộng lượng ra để mình nuôi, mình lo lắng, mà mình không có nhu cầu người ta phải đem tiền đến cho mình không nhận một đồng tiền nào của họ, và mình không bắt họ phải đóng tiền, mình trải lòng ra để mình nuôi họ, mình lo lắng cho họ, thì đây là hiếu dưỡng phụ mẫu nhiều đời. Lắng nghe chỗ này quan trọng nghe. Nếu mình hiếu dưỡng phụ mẫu cha mẹ mình trong một đời này là sanh thân này ra, mà mình muốn cái hiếu dưỡng phụ mẫu này nó thù thắng hơn nữa đó, nuôi các cụ già. Hên cái đợt này không biết sao cái chùa Pháp Thường, Thượng tọa thích nuôi các cụ già, với Hòa Thượng Quảng Hiển ở chùa Hộ Pháp thích nuôi các cụ già. Chúng tôi mới đưa các cụ đó xuống ở dưới đó. Quay lại cái chuyện của Ngài Tiên Hóa, quý vị biết Ngài có hiếu sao? Khi mẹ Ngài mất á, Ngài đem ra ngoài nghĩa trang Ngài chôn, và Ngài làm gì? Ngài cất một cái am tranh ở tại đó 3 năm niệm Phật. Tức là hiện thời là Ngài có hiếu với mẹ lắm á nghe. Lo lắng cho ăn uống, lo lắng đại khái là coi mẹ như là Phật vậy đó. Nhưng mà khi mẹ chết rồi á, vẫn cất cái am tranh ra đó ở 3 năm rồi đó. Mình dám ra không? Vậy mà Ngài ra 3 năm Ngài ở ngoài đó. Ở ngoài đó làm gì? Niệm Phật. Niệm Phật đến lúc nào? Niệm Phật 3 năm thì tự nhiên á, người ta nhìn vô ban đêm thấy cả một cái chòi tranh ngay chỗ Ngài Tiên Hóa ở đó, nó phát lửa phực sáng. Người ta rồi không biết ai đốt cái chòi tranh của cái ông này rồi. Ông này ông ở ngoài nghĩa trang, hàng ngày ông đi đốn củi, ông tìm thức ăn, ông về đây ông có ông phụng hiếu, ông trả hiếu cho mẹ ông 3 năm, mà bây giờ ai đốt cái cốc, đốt cái nhà ông rồi. Sáng ngày mai ra thấy cái nhà vẫn yên nguyên. Do cái lòng hiếu của Ngài Tiên Hóa đó mà Ngài niệm Phật, cho nên nó phát quang, nó phát ánh sáng rực sáng ra. Vậy thấy ghê không? Sau khi 3 năm xong rồi bắt đầu Ngài đi tu. Ngài đi tu. Nếu ai không có lòng hiếu, không hiếu dưỡng cha mẹ mà bất hiếu với cha mẹ, mà thành nhân chi mỹ, mà thành tựu trong cuộc đời, dầu là tu hay ngoài đời, không thể nào thành tựu được nếu mà bất hiếu. Có rất nhiều người bất hiếu nhưng cái phước thừa của đời trước họ còn. Lắng nghe nha, lắng nghe chỗ này quan trọng nha. Họ bất hiếu cha mẹ, họ sống không có tình nghĩa với anh em, họ chỉ vì tiền không thôi, thì họ làm ăn có được của cải, đó là do cái phước đời trước của họ nó tích lũy còn, chứ cái đời này nó hết rồi. Cái tội này, cái phước đời này không có, nhưng mà cái phước đời trước nó còn. Nhớ lắng nghe nha. Nhưng có thể là trong đời này họ hết luôn á, và đời này nếu họ chưa hết là cái phước đời trước nó quá sâu dày, thì đời sau họ phải thiếu thốn đi ăn mày. Nhân quả nó hay lắm nghe. Cho nên thành ra cái gương mà hiếu hạnh của Ngài Tiên Hóa đó, mà Ngài ở ngay chỗ cái mộ của mẹ 3 năm mà nó phát ánh sáng do Ngài niệm Phật, cảm ứng đến Phật. Lúc đó Ngài trả hiếu xong rồi. Trả hiếu xong. Vì vậy cho nên thành ra những cụ mà ở đây đó, chúng tôi nghĩ như là mẹ của mình trong đời trước. Bây giờ mình phải lo cho họ. Chứ nếu mà mình nghĩ họ vào đây là gánh nặng á, và mình không có tình nghĩa gì hết, bởi vì những người nào không có sanh ra mình, thì không thể nào mình nuôi được. Thôi quý vị biết 800 bà cụ cái lúc trước khi tu xong ra là 10 xô sữa như vậy nè. Già mà khoái uống sữa nữa nha. Bà đi qua vớt ly, bà đi qua vớt ly vậy đó. 9-10 xô sữa vậy mà ban đêm tu xong ra làm cái sạch sẽ. Có bữa mấy chú báo lại nói rằng bữa nay
Mấy bà cụ mà uống sữa nhiều quá bây giờ thầy tính sao? Thầy kêu nếu mà uống nhiều không có tiền thôi dứt sữa đi. Nói vậy cho nói vậy cho sao cuối cùng người ta cũng cúng sữa mấy bà già uống. Cho nên quý vị nhìn mấy bà già mặt mày thấy đỏ au tròn quay thấy không? Cho nên thành ra thầy mát tay có duyên luôn mấy bà già. Bây giờ còn lại ba trăm mấy chục bà, tính 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 là trăm con cái chục cái ngàn, tính trăm không có ngàn. Mà chúng tôi nghĩ các cụ vô ở trong này chúng tôi có lợi rất nhiều. Vì sao vậy? Một ngày các cụ ăn giỏi lắm có 3 tiếng mà niệm Phật đến 9-10 tiếng, làm việc cho chúng tôi nhiều hơn ăn, cho nên thành ra có lợi hơn ạ. Mà lạ nghe, nhờ cái công đức niệm Phật cho nên thành ra các cụ không phải đi trồng bông, trồng rau, trồng cỏ, không phải buôn bán cái gì hết trơn, không phải xuống chợ phơi nơm ngồi để mà buôn bán để lấy tiền về nghe. Vậy mà gì? Vậy mà vẫn đủ ăn. Hay thiệt đó nghe. Cái công đức niệm Phật nó hay thiệt. Vì vậy cho nên thành ra những cụ á mà hiện tại ở đây nè, ở nơi này đó, thì các chú ở đây để mà phục vụ á, 150 chú này á, thì coi như là mẹ của mình á thì mới phục vụ được. Chứ còn nếu mà thấy rằng những người này là những người ăn bám, những cụ này là ở đây ăn không ngồi rồi, không có làm gì thì không thể nào phục vụ được. Mà các cụ ở đây là niệm Phật, cho nên trong thâm tâm của chúng tôi nếu đủ duyên về sau, chỗ nào mà có được cái điều kiện chúng tôi khuyến khích nên mở những cái chỗ để nuôi những cụ già đó, nuôi những cụ để làm gì? Để các cụ ăn niệm Phật. Nhưng nên nhớ nè, một thời gian tại nơi đó phát triển một cách lạ lùng. Chùa chúng tôi về lúc trước nó chỉ là một cái mái tôn rách nát che bạt, đến hôm nay được như vậy là cảm ơn các cụ. Vì sao cảm ơn? Vì các cụ ở đây niệm Phật cho nên thành ra Phật đến đây gia trì gia hộ nó mới được như vậy. Chúng tôi tin điều này. Cho trước giờ chúng tôi có làm gì ra đồng nào đâu, đâu có buôn bán xe cộ làm giám đốc giám đốc gì đâu, không có. Mà chỉ nhờ công đức niệm Phật của các cụ, cho nên thành ra Phật nói là A Di Đà Phật là vô lượng công đức. Vì có vô lượng công đức cho nên là phước báu điều kiện vật chất nó đến với mình. Vừa rồi có bà cụ bên Mỹ về cũng 3 năm mấy 4 năm rồi. Mẹ của chú nhận binh là chú quan, ông cụ thì còn ở lại, bà cụ ra đi rồi. Bà ra đi rất là nhẹ nhàng. Và bà cụ này ra đi thọ tướng rất là đẹp, giống như bà chúng tôi, hình như không nằm qua đêm. Và niệm Phật bà ra đi, nhìn gương mặt bà rất là hoan hỷ. Đặc biệt khi niệm đến 12, 16 tiếng, thọ tướng của bà rất là đẹp. Cho nên thành ra cuối cuộc đời của quý vị mà ra đi mà được nằm trong phòng vãng sanh, đó là cái phước báu nhân duyên của quý vị rất lớn. Mà muốn lúc lâm chung mà mình được nằm trong phòng vãng sanh đó, thì bây giờ mình phải tâm tâm nguyện 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 cái lúc lâm chung đó, con được về phòng vãng sanh của thầy Giác Nhàn. Chân thật nguyện ra Quan Âm, ra Đại Thế Chí, ra Phật Di Đà, và con cái của con đồng ý cho con được vô phòng vãng sanh. Có những đứa con nó nói má vô phòng vãng sanh làm cái gì vậy? Má ở đây á, để tụi con hộ niệm cho má cũng được, chứ cái gì đâu mà vô phòng vãng sanh. Lúc đó nó hộ niệm anh nó khóc. Thôi lúc đó thôi nó khóc tơi bời quý vị. Rồi làm cái gì nữa? Rồi khi mình chết nó nhận tiền phúng điếu để giết gà giết vịt nó đãi khách cho quý vị biết. Phải cẩn thận chỗ này nghe, cẩn thận chỗ này ạ. Bây giờ mình phải tính lần đi, cho nói là tôi chưa chết, chừng nào chết hắn hay chết rồi làm sao đi được nữa, phải tính lần ạ. Cho nên cái chỗ nào thầy ở thầy cũng lập phòng vãng sanh, ở trên này cũng có phòng vãng sanh, ở viện chuyên tu cũng có cái phòng vãng sanh.
Vì vậy cho nên là mình phải tính lo cho cuộc đời mình, cho đến lúc lâm chung con là nợ, chồng vợ là oan gia, nó núm đầu nó kéo mình lại, nó không cho mình về cực lạc á, không cho mình đi lên cái cõi lành á, nó kéo mình xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh á quý vị à. Nhưng mà nói vậy cho biết thôi, đừng có về nói ông là oan gia, cái ông quýnh phù mở. Phải cẩn thận. Không. Bây giờ cái nghiệp báo lúc đó mình với họ phải trả. Nhưng mình vô chùa thì sao? Tránh được. Có những đứa con nó vô trong phòng vãng sanh nó khóc. Mà lạ lắm nghe quý vị biết không? Những người mà họ niệm đến 12 tiếng, 14 tiếng, nhìn gương mặt người ta thấy hoan hỷ nghe, nhìn gương mặt người ta đẹp. Nhưng mà đứa con nó vô nó khóc, nó bịu rịu, nó nói cái tự nhiên gương mặt đổi sắc liền. Vì cái a lại gia thức nó chưa ra khỏi thân. Ghê lắm đó nghe. Đó gật gật đầu đó mà không chịu vô phòng vãng sanh đi. Quan trọng lắm á. Có những người người ta không có tinh tấn, người ta tu, nhưng cái lúc mà gần ra đi người ta gặp dịp may, có ban hộ niệm, có phòng vãng sanh. Còn mình tu quá chừng tu ngày đêm mà lúc lâm chung gặp đứa con nó núm đầu nó kéo lại nó khóc lóc, không có ai hộ niệm cho mình, một mình đi không nổi. Quan trọng là cái kết cuộc về sau quá nghe. Cho nên thành ra cái niềm vui của chúng tôi khi hộ niệm cho ba chúng tôi đứng tại đó và thấy ông cụ ông hước lên hai cái ông đi. Có nhiều người á, quý vị biết có một cái ông nằm trong phòng hộ niệm của chùa Viên Quang, của ni sư mà gần trại trại bò sữa, chùa Viên Quang là gần Long Thành đó. Ông nằm mà ông hước hước lên như vậy mà cả tuần lễ không đi quý vị. Biết mà hước sao? Trời, mình thấy cái cảnh đó mình thấy lạnh lùng. Gọi là cầu sống không được, cầu chết không xong. Không muốn chết chết không được. Không muốn sống sống không xong. Giác nhàn tổ chức cộng tu ngày chủ nhật xong, ni sư nói: "Thầy nhàn ơi, thầy lên thầy khai thị cho cái ông này đi, chứ con khai thị hoài ông không đi. Hình như là thầy có duyên với mấy người ngáp ngáp á." Biết sao? Lên nói chuyện chập cái bắt đầu ông tỉnh ra quý vị. Ông tỉnh ra chập cái chúng tôi khai thị một chập xong á, vài bữa sau ông đi. Trời ơi, thôi ni sư ông mà mừng quá trời mà mừng. Ở kia mấy đứa con nó cảm ơn thầy quá chừng, nó đòi lên chùa thầy để nó cúng dường, nó cảm ơn bởi vì thầy làm cho ba nó mau chết. Thầy kia làm cho ông mau ra đi về với Phật chứ sao mày làm chết. Bởi vì nó không có hiểu, nó kêu làm cho ba nó mau chết, nó biết ơn. Bởi vì nằm như vậy mà nằm như vậy mà nằm không sống không được chết không xong mà. Quý vị biết không? Cái lúc lâm chung đó mà gặp thiện tri thức không phải là dễ nghe này, nhớ nè, nhớ những yếu tố được vãng sanh này. Lúc lâm chung đầu óc tỉnh táo đó là yếu tố được vãng sanh, đó là cái duyên để cho mình vãng sanh. Lúc lâm chung thân mình không trả nghiệp báo đau đớn, bà chúng tôi suy tỉ mà ông la đi ông không có quằn quại đau đớn nhiều. Mẹ của chú Quang bà cụ này cũng vậy, không có quằn quại, đi rất nhanh. Do bà ăn chay, do bà ít sát sanh cho nên ra đi không có trả nghiệp báo. Có những bà cụ mà nằm như vậy là 2-3 tháng mà đau đớn quằn quại. Lúc lâm chung được thiện tri thức đến khai thị, lúc lâm chung đầu óc tỉnh táo niệm được câu Phật hiệu là một. Lúc lâm chung oan gia trái chủ không đến đòi, thân này không đau đớn quằn quại, ra đi nhẹ nhàng là hai. Và lúc lâm chung được thiện tri thức khai thị, đây là ba yếu tố quan trọng, rất quan trọng. Hình như ở trong này lo cho lúc còn sống nhiều hơn là lúc lâm chung. Vì lo lúc còn sống nhiều hơn lo lúc lâm chung cho nên lúc lâm chung hốt hoảng, sợ sệt và không chuẩn bị trước, cho nên thành ra cái niềm tin mà kêu về với Phật nó yếu nhất. Bây giờ phải củng cố nghe. Và có nhiều người nói là ông thầy nhàn, mỗi lần ông giảng là ông kêu người ta chết không à. Không phải. Kêu quý vị là chuẩn bị chứ đâu kêu quý vị chết. Chuẩn bị đây là chuẩn bị tư lương hành trang. Và ai cũng phải bỏ bát thân này, không sớm thì muộn. Không sớm thì muộn. Muộn là bao lâu? Chưa biết. Chưa biết ngày nào. Chưa biết ngày nào thì coi chừng ngày mai. Nếu mà quý vị mà tích lũy được thiện căn phước đức
Và mình thấy cái vốn mà mình chuẩn bị, mình có niềm tin với cảnh giới Cực Lạc, thì con người này không sợ chết. Và khi cái đau, cái bệnh, cái chết đến với mình tỉnh bơ. Bởi vì mình đã chuẩn bị rồi. Hôm nay là quý vị đến đây chuẩn bị nè. Chuẩn bị cái niềm tin, chuẩn bị mình tích lũy phước báu. Đó là phóng sanh, đó là tụng kinh, đó là niệm Phật, là mình tích lũy đó. Mà mình đã có tích lũy rồi, lỡ nó đến với mình là cái thọ mạng nó hết, người này tỉnh bơ, không phải lo lắng. Bởi vì mình có chuẩn bị. Nhưng mà chúng ta biết ở trong này quý vị chuẩn bị ít lắm á, chưa đủ đâu. Phụng sự sư trưởng, phụng sự sư trưởng là tôn kính sư trưởng. Và những người đi trước mình, bạn bè mình, huynh đệ mình, thầy tổ mình, đều đem cái thân này ra để phụng sự. Hai chữ phụng sự. Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Phụng sự sư trưởng là cái nhân của thiện tịnh nghiệp tam phước. Thực sự chúng tôi không phải khen các chú này quá đáng. Sáng sớm thức dậy nấu ăn, lo phụng sự cho ai? Phụng sự cho các cụ. Rồi các chú ra làm đậu hũ. Bữa nay làm đậu hũ, không có mua, đỡ tốn tiền. Phụng sự cho các cụ. Hôm bữa thấy có một chú ngồi rửa dép cho các cụ. Tất cả những hành động của mình đều là phụng sự. Mà các chú, các cụ, mà mỗi người được ở trong cái đạo tràng này là cái dịp may để mình bòn phước, để mình phụng sự. Cho nên thành ra một đời của chúng tôi là ở với đại chúng. Thích ở với đại chúng để làm gì? Để phụng sự cho đại chúng. Thì khi mình phụng sự cho đại chúng rồi, cái lúc mà mình bệnh hoạn, cái lúc mình có việc gì thì đại chúng phụng sự lại cho mình. Cho nên không bỏ đại chúng ra đi. Phụng sự sư trưởng. Từ tâm bất sát là lòng từ không giết. Làm sao khởi được lòng từ? Từ là ban vui. Làm sao khởi được lòng từ? Niệm câu Phật hiệu lâu ngày lòng từ sẽ xuất hiện. Vì trong danh hiệu A Di Đà Phật có được lòng từ của Đức Phật A Di Đà đã chứa đựng trong đó sẵn rồi. Mà mình niệm A Di Đà Phật lâu ngày thì lòng từ này nó sẽ xuất hiện. Mà khi lòng từ này nó xuất hiện thì sao? Mình không muốn hơn, không muốn thua, tình thương trang rãi cho mọi người. Cho nên thành ra chúng tôi đặt một cái pháp hội gọi là pháp hội từ tâm, là lòng từ, có cái tâm từ, đem cái tâm từ này. Không phải mình đem cái tâm không, mà mình cũng phải đem cái vật chất. Cái vật chất này nó là một cái biểu hiện của cái tâm từ. Cũng như chúng tôi đi xuống cái trung tâm của cô Loan này, chúng tôi nói thương mấy đứa nhỏ này lắm, quý mấy đứa nhỏ này lắm, mà không có gì cho hết trơn. Nói cái miệng không à. Thì cái lòng từ này nó chưa đủ, nó chưa chuyển tải được hết cái lòng từ. Mà cái lòng từ này phải đem một cái gì đó bằng cái khả năng của mình, bằng cái đồng tiền, bằng cái vật chất để mình đem cho. Hỏi cổ thì cổ kêu thiếu mấy cái miếng tả. Mấy đứa nhỏ nó nằm một chỗ, có những người chăm sóc thấy rất là tội nghiệp. Mùng 9 này chúng tôi giảng ở chùa Thập Phương, xong rồi chúng tôi qua bên đó, có một số Phật tử mang những cái vật dụng mà tại đó cần tặng. Nhưng hôm nay Phật tử thì sao? Không chuẩn bị trước vật dụng, không biết gì, không biết vật dụng gì. Thì chút nữa chúng tôi để cái thùng giấy đó, ai cũng lên bỏ 5.000, 10.000, 20.000, tùy, không có thôi không sao. Gửi cho cổ mang về mua tả, mua đồ về cho mấy đứa nhỏ, mà cái đầu nó bự vậy nè, như cái nón, như cái nón lá bự vậy nè. Tội nghiệp lắm. Vì vậy cho nên thành ra những người đã có lòng từ thì sao? Người ta không sát sanh và không ăn thịt chúng sanh. Vì trong kinh nói là tứ sanh phụ mẫu. Bốn loài noãn sanh là sanh bằng trứng, là gà, là vịt. Thai sanh là heo, là bò. Thấp sanh là loại trùng. Quá sanh, bốn loài này là cha mẹ. Cho nên trong kinh nói là tứ sanh phụ mẫu. Khi họ khởi được lòng từ rồi thì sao? Họ không ăn và không giết.
gặp người khác là họ khởi được tấm lòng lên, họ muốn cho liền. Cũng như chúng tôi lên lên đây hôm nay là mời cô Loan với mấy em nhân tiện đi Đà Lạt ghé đây thăm. Chúng tôi chỉ làm 13 phần quà là chúng tôi tặng, chứ chúng tôi trong cái đầu không có nghĩ lên đây sẽ kêu quý Phật tử tùy hỷ người đồng để tặng cho cái trung tâm này. Chúng tôi không có suy nghĩ đó. Mà lên tới trên này tự nhiên cái lòng từ phát ra, được bao nhiêu người này, người 5.000, 10 người, 50, 100 người, 500, ngàn người, 5 triệu, trong này cũng được ngàn người rồi. Vì vậy cho nên thành ra cái lòng từ của mình, khi mình gặp gì cái tự nhiên nó phát ra. Mà khi mà mình phát cái lòng từ ra rồi, mình kêu nhiều người phát cái lòng từ này ra nữa thì sao? Cái phước báo mình cứ nhân lên. Rồi cái quả tốt nó đến với mình. Chứ đừng có nghĩ rằng cái quả tốt này là gì? Là hên xui. Không có hên xui. Cái quả tốt là tiền bạc của cải, vật chất, mạnh khỏe, là do cái nhân của mình làm chứ không phải hên xui. Năm này sao tôi xui quá? Xui đó là cái gì? Cái nhân ác đã làm, hôm nay cái quả ác đã tới. Cũng như lúc trước là thầy chù dập thầy nói xấu người ta, bây giờ người ta nói xấu lại về vốn. Có gì đâu xui. Đúng không? Không, sự thật nó là như vậy đó. Đó. Lòng từ quan trọng nha. Dùng lòng từ để mà đối nhân xử thế. À, thầy không phải là khen mình nha. Không phải là khen, thầy không phải là khen mình. Nhưng từ lúc bắt đầu mới gặp một vị thầy bổn sư đầu tiên, thầy nói sao? Cái câu này dân giả mà hay nghe. Lắng nghe nè. Một câu nhịn là chín câu lành. Nghe câu này dân giả không? Một câu nhịn là chín câu lành. Mình nhịn là điều lành đem đến với mình á. Mà không nhịn thì điều ác đem đến với mình. Vậy là quý vị muốn nhịn hay là muốn muốn đối đầu với họ? Nhịn đi. Một câu nhịn chín câu lành mà. Một điều nhịn là chín điều lành. Mà làm sao mình nhịn được? Mình phải có lòng từ thương họ mình mới nhịn được nha. Mà muốn làm sao có lòng từ? Niệm A Di Đà Phật là có lòng từ, vì trong danh hiệu A Di Đà Phật tích chứa lòng từ trong đó. Có nhiều Phật tử nói con vợ của con á thầy, bởi vì con kêu nó là con là bởi vì nó gần như quỷ rồi. Hỏi sao vậy? Con ăn chay á, nó cầm cái dĩa thịt lên nó kêu nếu mà bây giờ ăn dĩa thịt thì sẽ ở với nhau, mà ăn dĩa rau là hai người ly dị. Cái nghĩa nó không cho con ăn chay nữa, nó kêu con phải ăn thịt. Dữ dằn vậy á thầy. Nhưng mà nó nói tới nói lui con nhịn được. Nhưng nó nói ngày nào nó cũng nhai, nó nói tới nói lui, nó kêu con là do nhờ vì cái chuyện đi hộ niệm đi chùa cho nên thành ra là làm cái chuyện gì cũng thất bại hết trơn à. Nuôi cá cá chết, cá giống á, nuôi cá giống chết. Mà nó nói tới nói lui, nó nói riết con muốn giả cho nó phù mở thầy. Bây giờ con bực quá con nhịn không nổi. Vậy mà con nghe pháp thầy con nhịn lần lần. Con nhịn riết cái bắt đầu bây giờ cái nó ăn chay với con luôn rồi. Quý vị nhớ cái anh chàng trưởng ban hộ niệm ở ngoài Hải Phòng mới vô đây nó phát biểu Phật pháp nhiệm màu không? Không biết sao con ở trong miền Tây mà con ra tới đồi sơn ở ngoài Hải Phòng con gặp con vợ này mà lúc trước nó chuyên môn đi quýnh bài à thầy. Mà con tu nó không cho tu. Mà con tu riết rồi cuối cùng bây giờ nó chuyển luôn. Hôm trước có vô đây nói Phật pháp nhiệm màu. Nghe đĩa thầy bây giờ nó kêu xong thầy này nói chuyện nghe hay quá, thôi giờ ăn chay cho rồi. Cả vợ chồng bây giờ sum họp chuyện, do ổng có lòng từ là nhịn được, nhịn từ từ rồi chánh phải thắng tà. Chánh phải thắng tà. Cả gia đình của mình không ăn chay. Cả gia đình của mình không tụng kinh, không niệm Phật. Và mỉa mai với mình làm sao? Cứ dùng lòng từ, rải lòng từ thương yêu cho chồng, thương yêu con. Một thời gian cái lòng từ mình nó lan tỏa ra rồi sao? Trời ơi, bữa nay bà tụng kinh bà không có bệnh, càng ngày bà đẹp ra coi kìa. Bà ăn chay bà không có bệnh, càng ngày bà đẹp ra kìa. Lần lần cái gia đình cái bắt chước.
Nhiều gia đình được thay đổi như vậy, chúng tôi thấy rất nhiều gia đình được thay đổi như vậy. Mình không có sức kiên trì, không có lòng từ nhẫn nại. Thực ra nếu có lòng từ nhẫn nại là mình sẽ chuyển hóa được. Trong này cũng có một số những gia đình trẻ ngang, lúc trước là ông chồng uống rượu ăn chơi, hôm nay nghe pháp thầy bắt đầu lên chùa, từ từ cả gia đình thay đổi. Có nhiều cặp gia đình vợ chồng ấy dắt lên đây thưa lại với thầy là nhờ thầy thuyết pháp, nhờ tụng kinh niệm Phật, ông chồng con ông thay đổi rồi. Có đó nghe. Tu thập thiện nghiệp, bốn cái điều phước của nhân thừa thiên thừa. Tu thập thiện nghiệp, miệng mình không nói láo khoe khoang, đồng thập rửa chửi, ý không tham lam sân giận si mê, và thân này không sát sanh trộm cắp tà dâm. Đó là 10 điều thiện. Không sát sanh mà phóng sanh mới gọi là thiện. Nếu không sát sanh thì mới có chỉ ác thôi, mà phải phóng sanh á mới là tác thiện. Không trộm cắp là chỉ ác, bố thí cúng dường là tác thiện. Làm trọn vẹn 10 điều thiện này, hồi hướng về cực lạc trở thành tịnh nghiệp, hồi hướng về cõi trời trở thành thiện nghiệp. Mà trở về cõi trời là cái quả của đời thứ 3, về tới trên đó hưởng hết rồi, nó cũng đọa xuống cõi người, rồi nó cũng sẽ đọa xuống cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên ai làm được điều thiện thì hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thì nó trở thành gì? Trở thành tịnh nghiệp. Nếu cái phước báu này mà mình làm, mình kêu thôi để đời sau mình làm người mình hưởng lại, làm người có dễ không? Khó vô cùng. Đức Phật ví dụ sao quý vị? Một con rùa đuôi ở dưới lòng biển trăm năm nổi lên một lần, và có một cái khúc ván. Khúc ván này có một cái lỗ, và khúc ván này trôi mênh mông vô định, chứ không phải đứng một chỗ. Mà con rùa đuôi này 100 năm mới nổi lên một lần, cái đầu nó lọt ngay cái lỗ của khúc gỗ. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, hỏi các vị tỳ kheo là có dễ không? Nếu con rùa này mở mắt thì nó còn dễ, mà con rùa này bị đuôi mà 100 năm nó mới nổi lên một lần, mà cái miếng ván này là nó trôi mênh mông vô định, dưới miếng ván này có cái lỗ của, dưới miếng ván này nó có cái lỗ, mà con rùa đuôi này 100 năm nó lỡ nổi lên một lần, cái đầu nó lọt ngay cái lỗ của cái miếng ván này, có dễ không quý vị? Khó. Các vị tỳ kheo nó bạch Đức Thế Tôn, khó vô cùng khó. Nếu con rùa này không đuôi thì cũng còn quá may, mà dẫu cho nó không đuôi mà miếng dáng này là trôi mênh mông vô định trong biển cả đại dương, thì làm sao 100 năm nổi lên một lần cái đầu nó lọt ngay cái lỗ của khúc gỗ? Bạch Đức Thế Tôn, khó trong trăm ngàn điều khó. Đức Phật nói rằng này tất cả các vị tỳ kheo, để được làm lại người khó hơn. Phật đã nói cái câu chuyện này đã khó rồi, đã minh họa sự việc này đã khó rồi, nhưng Phật nói được làm người còn khó hơn con rùa đuôi 100 năm mà nổi lên cái đầu đó lột ngay cái lỗ của khúc ván, mà khúc ván này trôi mênh mông vô định, mà làm người còn khó hơn. Dễ sợ chưa? Đức Phật nói được thân làm người là khó, gặp được Phật Pháp càng khó hơn. Như vậy biết không? Cũng là ở tại nước Việt Nam thôi, mà cái lúc mà chúng tôi đi ra Vinh á, Vinh á là mình đi ra Hà Nội, lúc đó đi xe, năm 2007 chúng tôi có đi ra Hà Nội mà đi xe thôi. Không, 97 à, 97 á, năm 9 mấy chứ không phải là 2007. Thì chúng tôi cùng với một cô Phật tử đi ra Hà Nội, đi ngang tới cái làng của cổ là chỗ Vinh á, đi sâu vô 5-7 cây số trong đó đó. Thì cổ nói thôi thầy, mời thầy vô trong làng, trong quê của con á, để thăm làng thăm quê. Thì chiếc xe như xe ba gác, ở phía sau nó có cái máy, nó có cái bộ máy Honda, nó đẩy nó chạy vô, chứ không có được cái xe mà xe cho tốt nữa. Mà đi ngang tới cái con đường người ta đào cái lỗ mà người ta đêm á, mình không có thấy, người ta không có lấp qua, người ta chôn ống nước á, cái lỗ nó cũng sâu lắm. Cái xe thằng đó chạy tới nó rớt cái chủng xuống dưới đó luôn, trời ơi, nó cấn ngay cái bụng chúng tôi, nó đau muốn chết luôn. Rồi đẩy cái xe lên lại được rồi, bắt đầu là đưa đi chúng tôi với thêm một vị thầy nữa. Vô tới bên trong không có chùa chiền, không có biết thầy là gì hết. Hỏi cô trường đó, cô dắt mấy anh này đi đâu vậy?
Kêu mấy thầy là mấy anh. Cô trường có kêu đây là mấy thầy, hỏi thầy là thế nào. Kêu quý thầy là người đi tu rồi, như vậy cũng phân tích cho con nghe, với gia đình nghe. Rồi sáng hôm sau á, thì gia đình mới báo lại với cô trường đó là đang nhốt hai con gà để làm cho mấy thầy ăn. Cô trường có nói không, mấy thầy không ăn gà. Hỏi không ăn gà thì ăn con gì? Nó không ăn con gì hết. Họ không ăn con gì sao sống? Kêu mấy thầy ăn chay ăn rau thôi. Trời ơi, người này ở hành tinh khác xuống rồi, thấy lạ quá. Bởi vì đâu có chùa đâu biết mấy thầy là gì đâu. Rồi đây là không gặp chánh pháp này nghe. Có nghĩa là gặp được Phật pháp là khó nè. Rồi trời, thầy thấy một cái vườn rau ở bên ngoài, rau xà lách đồ, rau này rau nọ, rồi mướp đồ mang vô sắc ra nấu. Nó kêu trời ơi, hồi trước giờ ở đây là phải có, ngày nào cũng phải có miếng thịt, không có miếng thịt phải có miếng cá ăn mới được, chứ rau vậy sao ăn, lạc nhất sao ăn. Rồi quý vị biết chấm rau mang gì không? Mang nước mắm lên chấm. Nó kêu ồ, ở đây có xì dầu không? Không biết xì dầu là gì, không biết xì dầu là gì. Biết thầy làm gì không? Lấy miếng nước muối á, bỏ một chút bột ngọt quậy lên chấm. Nó ngồi nhìn thầy lắc đầu như cổ trên xuống á, cứ lắc đầu. Mang nước mắm lên đó, hỏi trong nước mắm có con gì đâu. Hỏi kêu ở trong nước mắm đâu có con gì. Thầy kêu làm từ con cá. Mà kêu úi dồi ôi kỳ thế. Thầy kêu trong nước mắm đâu có con gì đâu mà không ăn được. Thầy kêu nước mắm làm từ con cá. Trời ơi. Rồi quý vị biết làm gì đâu. Khi tối á, họ kêu bữa này hơi lạnh, thầy uống miếng rượu rồi ngủ. Họ kêu rượu đâu có công gì đâu. Họ kêu tối anh năn nỉ á nghe, năn nỉ chân thật, mà hai thầy uống ly rượu rồi ngủ cho nó ấm bụng. Thầy kêu không, Phật không cho uống rượu. Cái rượu có công gì đâu, làm từ gạo. Kêu rượu không có con gì mà uống vô là nó say xỉn không làm chủ được. Nó kêu uống cân ly có say đâu, uống ly đâu có say đâu, uống đi. Thôi thầy chịu thua luôn á. Có nghĩa rằng là họ mời tôi là hàng độc không hả quý vị? Nước mắm rồi con này con nọ rồi rượu. Lúc mà thầy đi về họ nhìn nó kêu úi rồi thế này sao mà sống nổi nhỉ. Rượu bia cũng không, con gì cũng không ăn, nước mắm cũng không, ăn rau không vậy mà sao sống. Mà nhìn nghĩ lạ, mấy thầy này cũng mập mạp khỏe hay nhỉ. Họ là gì? Không gặp được chánh pháp, không có một ngôi chùa, không biết thầy là gì. Có nghĩa là danh từ thầy cũng không biết luôn á. Quý vị sanh vô trong đó là quý vị biết là thầy chết rồi. Gọi là không sanh phùng Trung Quốc, không được gặp chánh pháp. Bây giờ quý vị thấy quý vị hên chưa? Quý vị biết thầy là gì chưa? Biết thầy ăn cái gì chưa? Cái này mà mình không gặp Phật pháp là mình không biết á. Biết thầy uống cái gì chưa? Cái này không gặp là mình không có biết á nghe. Không gặp Phật pháp là mình không biết à. Cho nên thành ra hên nữa nghe. May cho mình là được biết Phật pháp, biết được nghe chánh pháp. Nhớ nghe. Những người thích nghe giảng, những người thích pháp môn Tịnh độ, họ ngồi đây họ chăm chú lắng nghe. Còn khi mà không thích, họ ngồi đây giống như cực hình, tra tấn đó biết không? Ngồi giống như tra tấn á. Nó không có một cái ý vị gì hết, nó không có một cái thích thú gì hết quý vị. Mà quý vị mà ngồi đây mà lắng nghe, mà thích thú, mà hoan hỷ mà ngồi nghe, là quý vị đã có thiện căn phước đức, có nhân duyên với pháp môn Tịnh độ. Và nhiều đời mình đã thân cận với chư Phật. Thân cận chư Phật đó, nó mới được cái duyên này. Nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Phật pháp khó nghe và khó gặp. Hảo đạo tràng nan ngộ, đạo tràng tốt khó gặp. Phật đạo nan thành. Bốn cái nan: thân người khó được, Phật pháp khó nghe, đạo tràng tốt khó gặp, hảo đạo tràng nan ngộ, Phật đạo nan thành. Phật đạo nan thành. Nếu không tu pháp môn Tịnh độ là phải khó thành mà ba đại A Tăng kỳ kiếp đó quý vị. Còn pháp môn Tịnh độ là một đời này
đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên, có tính hạnh nguyện, lúc lâm chung đầu óc tỉnh táo sáng suốt, niệm câu Phật hiệu này, chân thật niệm đầy đủ tín nguyện, 10 niệm Phật A Di Đà xuất hiện, đưa về tới Tây Phương Cực Lạc, ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không còn phải nằm trong lục đạo luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh người Atula trời, ra khỏi sanh tử luân hồi, về tới Tây Phương Cực Lạc, ca khúc hải hoàng, từ giờ trở đi không còn thói đọa nữa, chỉ có một đường là tiến thẳng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là cơ may, đây là pháp môn, này là pháp môn mà mười phương chư Phật nói rằng dành cho chúng sanh trong thời mạt pháp. Dành cho chúng sanh là chúng ta trong thời mạt pháp. Mà bỏ thân người, được thân lại làm người là khó hơn con rùa đuôi mà cái đầu nó lọt ngay cái lỗ của khúc gỗ, khó hơn. Khó hơn. Và Đức Phật cầm một đám lá trong tay nói rằng: này tất cả các vị tỳ kheo, lá trong tay ta nhiều hay là lá trong rừng nhiều? Các vị tỳ kheo nói: lá trong tay của ngài quá ít so với lá trong rừng. Phật nói cũng vậy. Con người chết mà được làm người ít giống như lá trong nắm tay, mà chết mà bị đọa lạc giống như lá trong rừng. Ghê chưa? Đức Phật cầm nắm cát ngay chỗ sông Hằng, nói: cát trong nắm tay ta nhiều hay là cát trong sông Hằng nhiều? Bạch Đức Thế Tôn: cát trong nắm tay của ngài quá ít so với cát sông Hằng. Phật nói cũng thế. Chúng sanh mà chết, loài người này nè, mà chết mà được trở lại làm người ít như như cát trong nắm tay của ta. Vì sao vậy? Bây giờ hiện tại bây giờ họ chỉ tích lũy ba cái nhân: tham, sân và si. Tham là cái nhân của ngạ quỷ, sân là cái nhân của địa ngục, và si mê là cái thân của chúng sanh. Hở một chỉ chút là họ bực tức nóng giận và tích lũy nhân sân, đó là cái nhân để đi xuống địa ngục. Nhìn cái gì cũng tham, nhìn cái gì cũng muốn lấy quơ quét về cho mình. Ăn cũng tham, ngủ cũng tham, cái gì cũng tham, là họ đang tích lũy cái nhân của ngạ quỷ. Thì chết họ phải đi vào cái quỷ đạo đó chứ. Thấy chưa? À. Vì vậy cho nên thành ra mình tích lũy cái nhân gì thì mình phải đi vào cái quỷ đạo đó thôi. Nếu mình không biết, mình chỉ tích lũy cái nhân thiện thì mình chỉ về tới cõi trời thôi nha. Nhưng hôm nay mình biết tích lũy, đây là tích lũy cái tịnh nghiệp. Cái tịnh nghiệp đây là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, hành thập thiện nghiệp, là đem cái tịnh nghiệp này hồi hướng về Cực Lạc. Nhưng cái tịnh nghiệp này mình có sử dụng được ở cõi này không? Được. Nếu ai có lòng từ không giết thì thọ mạng người ta sẽ kéo dài, ít bệnh hoạn. Họ hiếu dưỡng cha mẹ, đây là cái phước báu của họ, để lúc họ già thì gì? Được người khác hiếu dưỡng lại. À. Và họ phụng sự sư trưởng thì những người khác sẽ gì? Sẽ tôn kính lại họ. Đây là cái tịnh nghiệp tam phước, phải làm chứ không phải nói không nghe, phải làm. Thọ trì tam quy, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Như vậy hôm nay chúng ta quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng là trở về với cái giác, cái chánh và cái tịnh. Như vậy cho nên hôm nay cái giác, cái chánh, cái tịnh ở trong tâm chúng ta sẵn có rồi. Đó là quy y về lý, quy y về sự, mà theo tịnh độ là Phật, là Đức Phật A Di Đà. Pháp đó là ngũ kinh tịnh độ, ha, ngũ kinh tịnh độ. Tăng đó là Quan Âm và Thế Chí. Khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, Đức Quan Âm và Đức Đại Thế Chí đó là gì? Đó là Hằng Bất Thối Bồ Tát, là bạn lữ, là tăng. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là người quy y tịnh độ là Phật, là Đức Phật A Di Đà. Pháp là ngũ kinh tịnh độ. Và tăng đó là Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Đó là theo cái chiều hướng của pháp môn tịnh độ. Còn nếu mà theo quy y thông thường, thế gian trụ trì tam bảo, Phật bảo đó là cốt Phật tượng, pháp bảo là tam tạng kinh điển, tăng là những vị tu sĩ, đó là theo những vị tu sĩ hiện còn sống để truyền thừa cái mạng mạch của Phật pháp. Cái bài viết của một vị này tương đối hơi dài, chúng tôi dành cái thời gian, cái bài viết
Có một chú ở ngoài Đà Nẵng gửi vô, mời chú Nhật Minh ra đọc cái bài viết này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng lời ân sư chỉ dạy, con Nhật Minh xin phép được đọc lá thơ này kính dâng lên ân sư cùng tất cả chư vị tôn đức tăng ni và toàn thể chư vị Phật tử từ bi hoan hỷ chứng minh. Đà Nẵng ngày 9 tháng 1 năm 2015. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy Thích Giác Nhàn, con tên Hải ở tại thành phố Đà Nẵng, năm nay 32 tuổi. Con chỉ là một kẻ phàm tục, con không phải Phật tử. Tuy nhiên, con cũng tự nhận là mình đã gặp được Phật Pháp và đang chập chững trên đường Bồ Đề. Nhớ lại lúc trước, con ý thức được trong chùa có điều gì đó có thể làm con người bình an, nhưng con không biết đó là gì. Thấy người ta đi chùa lễ Phật, con cũng muốn đi, nhưng đi thế nào đây? Vào chùa làm những gì? Bởi vì mơ mơ màng màng nên dù thực tâm có muốn vào chùa cũng ngại ngại. Rồi có chuyện xảy ra với gia đình con. Vợ chồng chúng con vỡ kế hoạch, có thai ngoài ý muốn. Chính con đã bảo vợ phá thai, lúc đó thai khoảng 7 tuần tuổi, chỉ là cục máu nhỏ. Xúc động, hối hận, không biết chôn cất ở đâu. Có người bảo chôn ở ngã ba đường, nhưng chúng con không đành lòng. Vợ chồng quyết định hỏa táng, rồi hòa tan cho xuống sông. Con đã đặt cho bé một cái tên đàng hoàng và lập bàn thờ trong nhà. Rồi rất nhiều chuyện chẳng lành đã xảy ra với gia đình con. Đứa con đầu của chúng con đau ốm liên miên. Cứ khoảng 23 giờ đến 1 giờ sáng là cháu giật mình khóc thét kinh hoàng. Có lẽ khoảng 1 tháng như vậy. Lúc đó con rất sợ mỗi khi đêm xuống. Tiếp theo là vợ chồng lục đục mãi, khổ sở vô cùng, có lúc sắp ly hôn. Con có tìm đến một số vị linh ứng cõi âm, họ có những cách điều trị. Theo lời họ, con chuyển bàn thờ hương linh trong nhà ra ngoài sân. Theo phong tục ở đây, bệnh của con đỡ dần, nhưng chuyện lục đục vợ chồng thì không dứt. Tâm trí con bế tắc, tinh thần u ám mờ mịt, rất dễ sân hận. Sau đó con vào chùa cầu cứu Đức Phật. Mặc dù chẳng hiểu gì về Phật Pháp, nhưng niềm tin trong con lớn dần lên. Con có nhờ quý thầy cầu siêu cho hương linh con của vợ chồng chúng con, cho cửu huyền thất tổ đôi bên nội ngoại. Con lên YouTube nghe Pháp, càng nghe càng khó hiểu, nhưng thấy thấm thía, tò mò. Con tìm những bài giảng nào sơ đẳng nhất để học Phật từ thấp đến cao. Lần đầu tiên nghe thầy giảng, không nhớ là bài pháp gì. Con chỉ nhớ là thầy giảng khá cảm xúc, rất tự nhiên, lúc to lúc nhỏ. Điều gì quan trọng, thầy nói lại và nói to, rất ấn tượng. Ấn tượng thôi chứ chưa ghiền. Tiếp tục nghe nhiều thầy khác thuyết pháp, nhưng rồi dần dần cũng quay lại nghe thầy. Giờ thì con ghiền cái món tịnh độ của thầy rồi. Món này thay cơm ăn, nước uống hàng ngày. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật lúc lái xe máy, lúc trong thang máy, trước khi đi ngủ, kể cả trong toilet. Trong toilet chỉ niệm trong đầu, không ra tiếng. Lúc có người thì niệm trong đầu, lúc một mình thì niệm thầm, vừa đủ tai nghe. Giờ con chỉ niệm 4 tiếng A Di Đà Phật. Con niệm không nhanh, niệm chậm, niệm theo hơi thở ra, niệm đều đều nên cảm giác rất sâu, nhập vào trong tự nhiên không gò ép. Con nghĩ loại hạ căn như con dục tốc bất đạt, thôi thì cứ để cơ thể tự nhiên. Nghe pháp chưa đã, con thỉnh kinh về đọc. Con không biết hệ thống kinh điển Phật giáo gồm những gì, thôi thì lên mạng tìm. Con đọc kinh Địa Tạng, rồi nghe thầy giới thiệu kinh Vô Lượng Thọ, nên con đã đọc kinh đó. Đọc thấy hay, càng đọc càng mê, rồi tìm thêm vài quyển kinh, sách về Phật giáo khác nữa về đọc.
Con đã soạn ra vài trang giấy những hiểu biết của con về Phật Pháp, cốt là để logic vấn đề, củng cố kiến thức, làm hành trang tu tập. Con đã tặng cho một số người tập giấy đó của con, hy vọng có thể trợ duyên cho ai đó bỏ tà theo chánh. Con phát tâm ăn chay trường luôn, ăn chay thấy ngon miệng kỳ lạ. Từ ngày ăn chay, cơ thể cân đối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn hơn. Giờ nhìn thấy thịt là ớn, thấy tanh, không thèm thuồng gì. Đấy là tự nhiên, hoàn toàn không hề ép buộc bản thân. Con cũng thử ăn thịt lại thế nào, thầy biết thế nào không? Bụng con trướng lên khoảng 3 ngày sau mới xẹp. Thôi ăn thịt vào ớn quá, ăn chay luôn. Ban đầu vợ không ưng lắm, không phản đối con đến với Phật Pháp, nhưng lâu lâu bảo anh mê tín. Biết vậy con không thuyết pháp nữa, con im lặng và cứ kiên trì ăn chay niệm Phật. Bây giờ hai vợ chồng đều trường chay, đi chùa lạy Phật, tin sâu nhân quả, vận dụng Phật Pháp vào cuộc sống, công việc làm ăn thuận lợi. Dạ bạch thầy, ăn thịt có tội của ăn thịt, ăn chay có phước của ăn chay. Cơ thể con khỏe, nhưng riêng họng thì viêm đỏ, mưng mủ, uống thuốc không hết, mủ không tiêu, hôi thối. Nhớ lại lúc nhỏ con cắt cổ gà dữ lắm, gà không chết là con dùng mũi dao móc đứt cuốn họng nó. Có lẽ nay đến lúc phải trả rồi. Con thoải mái, tự tại, không sợ sệt, chuẩn bị trả đón nhận quả bị người ta cắt cổ lại. Con bận bịu công việc suốt ngày, chỉ sợ nhập viện cắt cổ thì không làm việc thôi, chứ không sợ gì hết. Con hiểu ra bởi vì ăn chay có phước nên quả trổ sớm thầy à. Cái nhân cắt cổ người ta đã có, gặp duyên ác rất nhiều trong thời mạt pháp này, thì sớm muộn gì hậu quả bị người ta cắt cổ lại cũng đến. Tuy nhiên con thấy rất nhiều người ngộ nhận ăn chay sinh bệnh. Rõ ràng khi con ăn chay thì cổ đau nặng, đấy không phải họa mà là phước. Bởi vì có phước nên trổ quả sớm, sớm chừng nào nhẹ chừng ấy, càng để lâu lãi càng cao. Thà rằng trổ bệnh lúc 32 tuổi cơ thể khỏe mạnh, còn hơn là trổ bệnh lúc 72 tuổi, lúc đó già yếu rồi, xài hết phước rồi, họa vô đơn chí, bệnh đến dồn dập, khổ sở vô cùng. Khi thầy giảng, con kính mong thầy nói rõ điều này để nhiều người biết. Con cũng thường phóng sanh, con không hiểu nghi thức phóng sanh. Con ra chợ mua cá sống, mua dung, loại làm mồi cho cá cảnh, về niệm A-di-đà Phật cho chúng rồi phóng sanh. Trong cuộc sống, con hạn chế đến mức thấp nhất việc giết, kể cả giết mũi kiến. Con chỉ bảo con của con, cháu chỉ 3 tuổi rưỡi, không được giết hại con vật khác như kiến. Thưa thầy, con nghĩ như sau: sát sanh bằng thọ mạng ngắn, phóng sanh bằng thọ mạng kéo dài, ăn thịt bằng gián tiếp sát sanh, bằng bệnh tật, ăn chay không sát sanh bằng khỏe mạnh. Như vậy, phóng sanh cộng ăn thịt bằng sống lâu cộng bệnh tật. Sống lâu mà đau bệnh liên miên thì cuộc đời này quá đau khổ. Có lẽ chẳng ai muốn thế. Phóng sanh phải đi kèm với ăn chay thì mới viên mãn. Nếu không có điều kiện phóng sanh thì ít ra là ăn chay. Trong sáu căn thì căn ý là quan trọng nhất, cho nên phải hiểu ý nghĩa việc ăn chay. Phải phát tâm bồ đề mới ăn chay được. Thấy người ta ăn chay mình cũng ăn, e rằng khó mà ăn được, sẽ thèm bún giò kinh khủng. Ăn chay đảm bảo đủ dinh dưỡng, cơ thể sẽ khỏe mạnh. Không như nhiều người nghĩ ăn chay thiếu chất. Ăn chay không phải cứ rau muống chấm xì dầu. Ăn chay không phải theo thời vụ đổi món cho ngon miệng. Như con đây ăn chay rất ngon miệng. Cảm giác ngon miệng thì tiêu hóa tốt, tận dụng triệt để dinh dưỡng từ thức ăn. Thường thì con người ta tốn rất nhiều năng lượng cho việc cãi cọ, sân hận, toan tính thiệt hơn, đấu đá lẫn nhau, vân vân. Khi ăn chay niệm Phật, tĩnh tâm hơn, tức là ít tốn năng lượng vô bổ hơn, sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Đó cũng là một nguyên nhân khi ăn chay niệm Phật thì sức khỏe tốt lên. Dạ bạch thầy, con nghe thánh hiệu A-di-đà Phật có oai lực không thể nghĩ bàn, có công năng chữa bệnh. Cho nên mỗi ngày con đều niệm liên tục,
Trước khi ngủ, con cũng niệm A-di-đà Phật. Buổi sáng dậy sớm, con cũng niệm nữa. Sau đó con đem công đức, phước báo của mình hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ, vợ con, cho hương linh con của vợ chồng chúng con và tất cả chúng sanh. Con nhận thấy bệnh viêm họng của con giảm dần, hiện giờ vẫn chưa bớt, nhưng đã tiến bộ rất nhiều. Mặc dù con chưa một lần đến tỉnh thất Quan Âm, chưa được gặp Thầy, nhưng con vẫn cảm thấy có gì đó rất gần gũi với Thầy. Con có lên mạng nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng, nhưng con vẫn thích nghe Thầy giảng hơn. Bạch Thầy, trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, con thấy có hai ngân hàng, ta đầu tư vốn rất ít mà sinh lãi rất cao. Ngân hàng đầu tiên là ăn chay, không sát sanh và phóng sanh. Thọ mạng chúng sanh là quan trọng nhất, ai cũng tham sống sợ chết. Mình cứu mạng người ta thì sức khỏe tánh mạng của mình sẽ sung mãn dài lâu. Ngân hàng thứ hai là in kinh và ấn tống tượng Phật. Đầu tư vào đây có 10 công đức vô cùng thù thắng vi diệu. Theo đó có được cơm áo gạo tiền thường nhật là điều rất bình thường. Con đều khuyên tất cả những ai có duyên với con mau mau đầu tư vào hai ngân hàng trên. Vốn đầu tư rất ít mà lãi suất rất cao. Chỉ cần vài chục nghìn là cũng có thể mua cá phóng sanh, lợi nhuận đem lại rất lớn. Bạch Thầy, giờ đã biết Phật Pháp, con không cúng đốt vàng mã như trước nữa. Con nghĩ cúng đốt vàng mã chẳng qua là lừa dối cảm giác người âm mà thôi. Nếu người sống cần cơm áo thì người âm họ cần nhất là phước báo. Con nghĩ chúng ta dùng tiền thật làm tất cả công đức để hồi hướng cho người mất, như thế âm dương đều lợi lạc. Con treo ảnh Tây Phương Tam Thánh trong nhà. Khi làm xong ảnh, tự nhiên trong con có cảm giác hoan hỷ kỳ lạ, lòng nhẹ nhàng thanh thản. Nhớ có lần niệm Phật, miệng cảm giác ngọt dịu, con xúc miệng sạch sẽ mới niệm, không phải đường. Con tin những cảm giác đó là được Phật chứng minh. Cho tấm lòng thành của con, tín nguyện hạnh là nền tảng cho quá trình tu tập. Con đã vào chùa và phát nguyện như sau: nguyện thọ trì tam quy ngũ giới, quy y với Đức Phật A-di-đà, niệm Phật A-di-đà, không thối chuyển trên chánh đạo Bồ Đề. Nguyện giảng giải Phật Pháp cho những ai có duyên với con. Nguyện hồi hướng tất cả công đức, phước báo của con cho tất cả những ai có duyên với con để họ có cuộc sống an lạc. Nguyện làm cho âm siêu dương thế. Nguyện vãng sanh cực lạc. Nguyện thành Phật như Phật đã thành để quay về Ta Bà, hóa độ tất cả chúng sanh có duyên với con. Từ ngày biết đến Phật Pháp, biết niệm Phật, cuộc sống gia đình con đầm ấm hơn, con của chúng con khỏe mạnh hơn, ngoan hiền hơn, vợ chồng hòa hợp, buôn bán làm ăn cơ bản thuận lợi, thương trường như chiến trường, cạnh tranh khốc liệt lắm Thầy ơi. Ban đầu vợ chồng con cũng toan tính, nâng lên đặt xuống, đau đầu nhức óc. Nhưng từ khi biết Phật Pháp, con hiểu quả giàu là có nhân bố thí cúng dường, không phải mua một bán mười. Vợ chồng con mặc kệ người ta cạnh tranh, buông xả hết không toan tính nữa, cứ bán đều đều và tiền cũng xoay vòng đều đều. Khởi tâm là nghiệp, tâm lúc nào cũng phải thiện, lời ít thôi kiếm tiền lời cho chính đáng, buôn bán giữ chữ tín, đặc biệt là phải biết bố thí cúng dường. Khi thuyết pháp, nếu có duyên, con kính nhờ Thầy khuyên mọi người tin sâu nhân quả trong kinh doanh, rằng muốn giàu thì phải biết bố thí cúng dường, biết gieo duyên lành. Không có duyên lành thì nhân cúng dường bố thí không thể thành quả giàu sang. Muốn giàu sang thì không thể toan tính lừa lọc nhau, không phải căn non căn già mà giàu. Điều này rất khó tin với tiểu thương, nhưng nhất định là đúng như vậy, không sai biệt. Dạ bạch Thầy, kẻ hạ căn phàm tục như con cũng quyết tâm thành Phật như Phật đã thành, bởi con và tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phát nguyện của con là hoàn toàn có cơ sở. Con nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nay con có tâm thư kính gửi đến Thầy.
Điều duy nhất con mong là khi Thầy thuyết giảng, kính mong Thầy lấy con làm ví dụ để bảo cho mọi người nhất định tin sâu pháp môn niệm Phật, tin sâu nhân quả. Hãy ăn chay nhiều ngày trong tháng, trường chay càng tốt, không sát sanh. Phóng sanh và niệm A-di-đà Phật nhất định sẽ được rất nhiều lợi lạc trong cuộc sống. Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Ngày nay chùa nhiều, kinh Phật, văn hóa phẩm Phật giáo bán ở nhiều nơi, người đi chùa lễ Phật cũng nhiều, thế tại sao khó tìm cầu, khó tài chữ duyên? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, có duyên sẽ gặp, không duyên không gặp. Muốn có duyên thì phải gieo duyên. Con khuyên những ai có duyên với con, đi đâu nên để ý chùa, đi ngang thì nhìn vào chùa, như thế là gieo duyên với nhà Phật, có thể sẽ sớm gặp được Phật Pháp. Gặp được Phật Pháp là hạnh phúc lớn nhất trong kiếp người. Cảm ơn Thầy đã dành thời gian đọc thư của con. Kính chúc Thầy Pháp thể khinh an, phần dương Phật Pháp, vãng sanh tự tại. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị nghe cái bài viết này hơi dài, nhưng mà chúng tôi nghe từng lời từng câu từ cái tâm huyết của chú này mới có 32 tuổi thôi. Nghe đĩa chúng tôi qua mạng, trang web vô lượng thọ.vn, chưa vô đây lần nào mà cả gia đình thay đổi, ăn chay trường, phát tâm phóng sanh. Cái điều chúng tôi thích nhất đó là chú phát tâm ăn chay trường, phóng sanh. Và có hai cái ngăn hàng. Ngăn hàng thứ nhất đó là ăn chay, phóng sanh để tích lũy cái thọ mạng. Thứ hai là phát tâm ấn tấm kinh tượng Phật để trí tuệ được sáng suốt. Mà khi quý vị có thọ mạng và trí tuệ được sáng suốt đó thì quý vị sẽ có tất cả. Hai cái ngân hàng này chúng tôi cũng đang làm. Tích lũy vốn rất ít nhưng mà lãi suất lại cao. Trong thời gian ngắn, từ 2007 đến hôm nay 2015, chỉ trong vòng 7 năm mà chúng tôi thấy cái lãi suất nó tăng vượt rất cao. Thứ nhất là từ năm bà già mà tăng lãi suất đến 800 bà. Rất là lạ đó nghe. Và chúng tôi nghĩ ở trên này làm sao mà chúng tôi có thể lo được 400 chú quý vị. Những chú thanh niên này không phải là đơn giản đâu. Thế mà kéo về đến 400 chú. Khủng khiếp, không thể nào tưởng tượng được. Và cái điều kiện kinh tế không thấy khi nào thiếu. Rất là lạ. Từ đâu quý vị? Từ cái công đức phóng sanh, từ công đức khuyên người phóng sanh, từ cái công đức ăn chay khuyên người ăn chay, từ cái công đức tụng kinh khuyên người tụng kinh, từ công đức niệm Phật khuyên người niệm Phật, từ cái công đức in kinh khuyên người in kinh, từ cái công đức in tượng Phật khuyên người in tượng Phật. Ít có ai tin chuyện này nghe. Ít có ai tin. Vì vậy cho nên chúng tôi thành tựu qua được những sự việc này. Mà khi thấy những người nào người ta hưởng ứng ấy, cho nên chúng tôi rất là vui. Tuy rằng thấy cái bài viết của chú này dài, nhưng mà ông viết vào trọng tâm lắm. Ông viết vào trọng tâm cho nên không có lạc đề. Hôm nay thầy mời chị Loan, giám đốc trung tâm trẻ khuyết tật ha, thêm một hai người trong cái ban điều hành với các em lên trên này với thầy. Các em 13 đứa mà bị khuyết tật mà học giỏi á, mời lên đây ha. Đây là những em được học sinh giỏi đó quý vị. Lạ không? Và được trung tâm ưu đãi đưa các em này lên Đà Lạt
Có một nhà tài trợ cho nghỉ mát ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật đi về, mà chính ngay cái ngày chủ nhật lại đi về lại gặp thầy, thầy gọi điện là mời cô đến đây. Còn những em nằm ở tại trung tâm á, cái đầu nó to rồi nhiều cái hình dạng quá dị, khiếp khủng lắm. Tuy nhiên những em này là tương đối đẹp trai đây. Những em này là tương đối đẹp cho nên tuyển đưa và học giỏi nữa. Và thầy rất là khâm phục chị Loan có một tấm lòng nhân đạo và lo lắng mấy trăm người luôn quý vị, ở trong đó đông lắm. Vậy cho nên thành ra hôm nay mời chị Loan có vài lời khi các em lên trên chùa được nghe một buổi thuyết pháp ngồi trọn vẹn. Thứ hai nữa là được đến chùa gieo duyên với Tam Bảo, chị có những niềm vui cảm xúc và những em này đã đạt những cái phần thưởng như thế nào. Chị có vài lời ha, mời chị ha, mời chị. Dạ thưa, kính thưa thầy Giác Nhàn, kính thưa quý vị tăng ni, quý vị Phật tử, các cô dì chú bác, anh chị có mặt ngày hôm nay, thật là chúng em có duyên lành khi được biết được thầy Giác Nhàn, cũng như đã gặp thầy được 2 lần. Đây là lần thứ 3 và đây là lần đầu tiên các cháu mồ côi khuyết tật tại trung tâm được có một ân nhân thưởng cho chuyến đi kỷ mát tại Đà Lạt, được đến đây được nghe pháp thoại của thầy. Đó là một cái duyên lành, một cái cơ may mà chúng con hôm nay đã ngồi nghe chiêm nghiệm và đã học được, thấu đáo được cái ý nghĩa nhân văn, cái tính giáo dục của những lời thoại mà thầy đã giảng. Kính thưa các cô chú, các cháu khuyết tật ngày hôm nay là các cháu học sinh giỏi, vượt qua số phận bất hạnh của mình. Các cháu đã học giỏi trong văn hóa, cũng như học giỏi trong cái việc mà lao động trị liệu, học nghề, phục hồi chức năng. Ở tại trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, trực thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, thì nơi đây đang nuôi dưỡng hơn 250 em là mồ côi khuyết tật. Mỗi em có một hoàn cảnh bất hạnh khác nhau, nhưng các em luôn được các thầy cô, các cô bảo mẫu, được lãnh đạo của sở cũng như ở địa phương đã quan tâm, đã giúp đỡ để các em dần dần được điều trị, được hồi phục. Và điều may mắn là cái lần đầu tiên mà con được lên đây là cũng tìm gặp một nhân viên của mình. Cô đó rất là khó khăn nhưng mà bị ung thư giai đoạn cuối. Nhưng mà lên đây thì cũng không gặp được cô đấy, tự vì cô cũng chưa được xuất viện. Nhưng mà điều may mắn là lần đầu tiên lên đây đã được gặp thầy Giác Nhàn. Và lần thứ hai thì thầy Giác Nhàn cùng quý vị Phật tử đã ghé thăm trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp. Nơi đây thầy đã đến so dịu những nỗi đau bất hạnh của các cháu bại não rất là nặng. Ở trung tâm thì có 60 cháu bại não, não ung thủy rất là nặng. Và các cháu đó thì đang điều trị và từng ngày từng giờ để hồng gìn giữ được cái tính mạng của các cháu. Và đó là một cái duyên may khi được gặp thầy Giác Nhàn, cũng như hôm nay là một cái duyên may được lên Đà Lạt nghỉ mát, rồi cũng được biết là hôm nay thầy Thích Giác Nhàn có một cái buổi pháp thoại, thì chúng con cũng xin được ghé qua để được nghe những lời pháp thoại đầy nhân văn, đầy tính giáo dục của thầy. Và các cháu hôm nay được đến đây có 12 cháu là học sinh giỏi, vượt qua những cái hoàn cảnh của mình, đến đây lần đầu tiên được nghe pháp thoại của thầy, cũng như được hiện diện và gặp gỡ quý vị tăng ni cũng như các cô bác. Đó là một điểm rất là vinh hạnh. Và các cháu đến đây thì các cháu cũng có một bài hát về tình yêu thương, muốn tặng, gửi tặng, kính tặng thầy Giác Nhàn, cũng như quý vị tăng ni Phật tử, cũng như là các cô dì chú bác.
và các cháu cũng rất là cảm ơn cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay, cảm ơn cái tình yêu thương, tấm lòng của thầy Giác Nhàn đã luôn luôn hướng đến hỗ trợ và nâng đỡ cho các cháu về mặt tinh thần cũng như về mặt vật chất. Và xin cảm ơn tất cả những cái tấm lòng của quý vị đã cùng chia sẻ với chúng tôi, cùng hiểu được những cái khó khăn của các cháu. Và cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức và gọi một nhân viên, có một cái nhân viên lành để chúng tôi được đến đây tham dự buổi pháp thoại ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Và đây là cái xin gửi đến quý vị cái một tiết mục và cho các cháu trình bày. Hay là giọt nắng hồng nghe trên vai em chiều tan hơn, hay là niềm hy vọng để bao yêu thương của để nụ cười tươi ấm trên môi, đèn từ ngày em đến tương lai, đèn từng ngày về đám đêm mai. Xin đưa lại cầu chúc hồi nhi, xin đưa lại hạnh phúc của em, xin hãy là bao nhiêu vòng tươi sáng, vì bao em hơn mùa đau vô vơ. Hãy hát lên niềm tin, tình yêu cho em, mùa xuân cho em, đẹp tươi một ngày mai. Quý vị thấy những em này thiếu may mắn gửi vào một cái trung tâm khuyết tật, hôm nay lại được cái may mắn là được lên tỉnh Thất Quan Âm. Gặp được bao nhiêu người này chắc là từ nhỏ giờ chưa khi nào được gặp số đông như người này ở trong pháp hội chúng ta. Được một em nhận một phần quà ha. Cái tâm của chúng tôi đợt này nghĩ đến những người nghèo và đem Phật Pháp đến cho những người nghèo rất là nhiều, những cụ già cũng như các em đó. Chúng tôi muốn đem Phật Pháp đến cho các em. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay rất là ghi nhận tấm lòng của chị Loan, giám đốc trung tâm cô nhi khuyết tật, đã đưa các em lên trên này nghe được buổi giảng của thầy. Các em thân thể không được lành mạnh mà ngồi 2 tiếng đồng hồ để tham dự và lắng nghe. Cho nên thành ra thầy ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý mến. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho các em được sức khỏe, đầu óc được tỉnh táo, sáng suốt, học hành giỏi và biết đến Phật Pháp, siêng năng ăn chay, thương yêu lẫn nhau. Dạ, thầy cảm ơn. Thôi giờ lại về lại ha. Giờ đây xin mời quý vị chúng ta đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm Giáp Ngọ 2015. Chư vị Phật tử về đây cộng tu một ngày chủ nhật, chư vị Phật tử phát Bồ Đề tâm bỏ tịnh tài ra để phóng sanh, quý vị được công đức tài thí là hiện đời và xây ra đời nào cũng được đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Và giờ đây chư tôn đức tăng ni quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng và cho chư tất cả các loài chúng sanh này được nghe chánh pháp, quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Và đáng lẽ con chim con cá con lương này chiều hôm nay bị cắt cổ nhổ lông chiên xào nấu nướng đau đớn quằn quại sợ hãi ranh la, quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu không ít bệnh hoạn. Đó là những công đức mà Đức Phật dạy trong 10 công đức phóng sanh.
Này tất cả các loài chúng sanh, trong kinh Phật vẫn dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tuy nhiên tánh Phật quý vị do phiền não tham sân si che lấp, nghiệp chướng sâu dày, phước báu thì cạn bỏng, cho nên thọ mạng ngắn, quý vị phải mang thân loài súc sanh sống chết gửi trên giao thớt. May thay hôm nay được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Vì vậy cho nên thành ra trong kinh Đại Tập dạy rằng người chết làm cá chết làm người chết làm lương chết làm người chết làm chim chết làm người, sinh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay. May thay hôm nay quý vị được về tịnh thất Quan Âm, được quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng, được niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh văn đài biến pháp giới, cúng dường thập phương Tam Bảo tiền Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát, dân chay tịnh thị biến sái tâm thiên tánh không phát đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng viên diện tội tiêu khiên họ diệm hóa hồng liên Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, phụ nữ thị giả bác công đức thị tại thiên chân tiên tại chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lô qua tạng giới cá trung vô sứ bất siêu luân thị bất tại thị diệu cực pháp thanh trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trường nội ngoại đảng định đàn tràng sái khô mộc nhi tác dương sân khí ghé ban nhi thành tịnh độ sở vị đầu nội ngoại trung gian vô trượng quế thánh phạm ưu hiện tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lồ thị năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên cấu ế tận quyên trừ phổ sái pháp viên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệm chứng đắc sanh căn bản tịnh độ đà la ni. Nam mô a di đà bà già đa ma già đa già đa đi a di đi đô bà tì a di đi đa nắng cam ba tì a di đi đà tì ca lan bé đi đa tì ca lan đa già di đi a già đa di đa ca lệ ta la ha a di đa bà già đa ta già đa già đa đi ta ha a di đi đô bà tì đề đa nắng cam ba tì a di đề đa ni ca lan đế a đa ni ca lan đa già di đề già già na di đa ca lệ đa ba a nam mô a di già đa na già đa già đa di đa na a di đề đô ba tì a di đề đa ba tì a di đề đa ni ca lan đế a di đề đa ni ca ya ye ne ya ya na ye ta ta le ta ba ha. Này tất cả các loài chúng sanh thượng cần hạ thú ơi, này tất cả các loài chúng sanh diệu âm thượng cần hạ thú ơi, quy y Phật ca lượng túc chúng tôn, quy y pháp ly dục chúng tôn, quy y tăng chư chúng chúng tôn. Này tất cả các loài chúng sanh diệu âm thượng cần hạ thú ơi, a quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Này tất cả các loài chúng sanh giữ âm thượng cầm hạ thú ơi, chúng sanh đã tạo các ác nghiệp từ đời vô thủy do tham sân si từ thân miệng ý phát sanh ra, chúng sanh thảy đều xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Ở phương Tây thế giới an lành là con nay xin phát nguyện vạn sanh đến từ bi tiếp độ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc giới đại từ đại bi A Di Đà Phật 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 Đà Phật A Di 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 Đà Phật nguyện đem công đức này ở về năm tất cả đệ tử và chúng
sanh đồng sanh về tịnh độ.